Charana Sambandho Sukato Longa Vidyo Alottarum Durisadam Sarati Sapani Vamano Sanam Bhuato Bhagavati Sattva Gato Bhagavata Dhammo Nandiyatiko Akaliko Ehi Basiko Obanayiko Sāvaka-saṅkho samīcipatipanno bhagavato sāvaka-saṅkho yāmi-yāthādi-purisa-yukāni ātha-purisa-bhaṅgalā-esa-bhagavato sāvaka-saṅkho āhūnayyo bāhūnayyo nākhirayyo āñcāri-karanayyo Sada
ังตโกจรมนจริยังจริยสาจานาดาสนังเกปาลสังจิกริยาจันเตังมังนะโมตัมมะพุทโธสโลกกัมเมหิเจตังยาสนกัมปติอโลกังวิรจังเขมังเอตัมมังตะละโมตัมมะเอตาดิสานิกาตวานสัพพะตัมมะราจิกาสัพพะตะโสทิงกชันติตังเตสัมมังตะละโมตัมมะNam Mô Bụt Thầy ạ. Đây là chương trình Phật Pháp Buddha Dhamma truyền bào thoát 10 ngày 2 giờ mùa đông Việt Nam 8 giờ 30 đến 10 giờ 30 tối Houston 7 giờ 30 đến 9 giờ 30 New York 8 giờ 30 đến 10 giờ 30 sáng Cali 7 giờ Cali 5 giờ 30 đến 7 giờ 30 sángParis 2 giờ 30 đến 4 giờ 30 chiều. Sydney 12 giờ 30 tối đến 2 giờ 30 sáng. Con Metapanya thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức và thân chào tất cả Phật tử. Hôm nay thứ bảy ngày 12 tháng 3 năm 2016 Phật lịch 2559. Đề tài hôm nay: Giáo trình Tăng Chi Bộ.Anguttara Nikaya chương 4, bốn pháp phẩm Uruvela bài 24 Kalaka sẽ do thượng tọa pháp tân từ bi hoan hỷ giảng dạy. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ tam bảo. Chúng con xin thành tâm kính đảnh lễ và cung thỉnh thượng tọa minh hạnh đọc kinh lễ tam bảo. Nam mô Bụt Thầy ạ.Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh viên túc thiện thể thắng giải vô thượng điều ngữ thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứngNhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm 48 vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời.
Nguyện cầu quý Đức Phật Bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hỗ trì giới hạnh, biết lạc tru trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tượng như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Sa thú làm thầy, chúng con lần nữa thành tâm kinh hạnh lễ và tri ân thượng thọ minh hạnh. Vừa đọc kinh lễ Tam Bảo, Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con Metta-panya thành tâm kinh hạnh lễ thượng thọ giác đẳng. Con thành tâm kinh hạnh lễ thượng thọ pháp tăng. Con thành kính đảnh lễ thượng tọa minh hạnh. Con thành kính đảnh lễ đại đức pháp tính cùng quý chư tôn đức tăng. Con thành kính đảnh lễ quý bà quý cô tu nữ. Và con kính mến chào quý cô chú anh chị em đạo hữu đang hiện diện trong đạo tràng. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay giáo trình tăng chi bộ Anguttara Nikaya, Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch Việt, chương 4, bốn pháp phẩm Uruvela, bài Kalakka. Giờ đây chúng con thành tâm lần nữa kính đảnh lễ và cung thỉnh thượng tọa chắc đẳng từ bi hoan hỷ dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Buddhaya. Nam mô Bụt Thầy, kính lễ chư tôn đức thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, thông thường thì chúng ta hay suy nghĩ về ý nghĩa của chữ sắp bao nhiêu hay là toàn giác, hay là bị toàn tri. Bài học ngày hôm nay Đức Phật này cũng nói về sự toàn giác, toàn tri của một vị chánh đẳng giác. Nhưng mà hơn thế, Ngài còn khẳng định một vài khía cạnh như là Ngài không tưởng tượng hay Ngài không nói sai những gì mà Ngài tuyên bố. Bài học này một lần nữa đặc biệt nói về giới vực của chư Phật. Xin được mời quý Phật tử lắng nghe phần giải kinh và sau đó chúng ta sẽ nghe ý nghĩa rộng rãi từ Thượng tọa Pháp Tịnh, vị giảng sư của chương trình ngày hôm nay. Mời quý Phật tử đọc cho phần giải kinh. Sa thú lành tay, chúng con thành tâm kính lễ và tri ân thượng tọa giác đẳng từ bi hoan hỷ dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay giáo trình tăng chỉ bộ Anguttara Nikaya, Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch Việt, chương 4, bốn pháp phẩm Uruvela, bài Kalakka. Một thầy Thế Tôn trú ở Saketa, tại khu vườn Kalakka, tại đấy Thế Tôn gọi các tỳ kheo. Này các tỳ kheo, thưa vâng bạch Thế Tôn. Các tỳ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: Này các tỳ kheo, cái gì trong toàn thế giới, thiên giới, ma giới, phạm thiên giới, cùng với quần chúng sa môn, bà la môn, chư thiên và loài người, được thấy, được nghe, được cảm giác, được thức trì, được đặc điển, được tầm cầu, được ý tư sát,
tất cả ta đều biết. Này các tỷ kheo, cái gì trong toàn thế giới này với thiên giới, ma giới, phạm thiên giới, cùng với quần chúng sa môn, ba la môn, chư thiên và loài người, được thấy, được nghe, được cảm giác, được thức tri, được đặc điểm, được tầm cầu, được ý tứ sát, ta đã được biết rõ như sau. Tất cả đều được Như Lai biết đến, Như Lai không có dựng đứng lên. Này các tỷ kheo, nếu ta nói rằng ta tất cả cái gì trong toàn thế giới với thiên giới, ma giới, phạm thiên giới, cùng với quần chúng sa môn, ba la môn, chư thiên và loài người, được thấy, được nghe, được cảm giác, được thức tri, được đặc điểm, được tâm cầu, được ý thức tư sát, là có nơi láo trong ta. Nếu ta nói như sau, ta cả hai biết và không biết, như vậy là có nói láo trong ta. Nếu ta nói như sau, ta không biết và cũng không phải biết, như vậy là có nơi láo trong ta. Như vậy có lỗi trong ta. Như vậy này các tỷ kheo, Như Lai là vị đã thấy những gì cần thấy, nhưng không có tưởng tượng điều đã được, không có tưởng tượng những cái gì không được thấy, không có tưởng tượng những gì cần phải thấy, không có tưởng tượng đối với người thấy, đang nghe những gì cần nghe, nhưng không có tưởng tượng điều đã được nghe, không có tưởng tượng những cái gì không được nghe, không có tưởng tượng những gì cần phải nghe, không có tưởng tượng đối với người nghe, đã cảm giác những gì cần cảm giác, nhưng không có tưởng tượng điều đã được cảm giác, không có tưởng tượng những cái gì không được cảm giác, không có tưởng tượng những gì cần phải cảm giác, không có tưởng tượng đối với người cảm giác, đã thức tri những gì cần thức tri, nhưng không có tưởng tượng điều đã được thức tri, không có tưởng tượng những gì không được thức tri, không có tưởng tượng những gì cần phải thức tri, không có tưởng tượng đối với người thức tri. Như vậy này các tỷ kheo, Như Lai đối với các pháp được thấy, được nghe, được cảm giác, được thức tri đều đã biết rõ, nên vị ấy là Như Lai. Lại nữa, hơn người như vậy không có ai khác tối thượng hơn và thù thắng hơn. Ta tuyên bố như vậy. Cái gì được thấy, nghe, được chứng thực bởi các hạng người ấy, giữa những người thấy vậy, ta không phải như vậy. Những điều chúng tuyên bố, dầu là thật hay láo, ta không xem tối hậu. Ta trong thời đã qua, thấy được mũi tên này là người bị câu móc. Ta biết và ta thấy, các Đức Phật Như Lai không tham đắm như vậy. Giờ đây, chúng con thành tâm kinh định lễ và cung tịnh thượng tọa Pháp Thân Từ Bi Hoan Hỷ thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thầy Giả. Nam mô Bụt Thầy Giả, Nam mô Tham Ma Giả, Nam mô Sang Khai Giả. Con xin thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Giác Đạo, Thượng Tọa Minh Thành, để Đức Phật Tính cùng chư tôn đức đang hiện diện trong rừng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiền nam tín nữ. Cảm ơn các vị MC, các vị đã cho biết nghe rõ. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị. Hôm nay chúng ta học cái bài học là số 100, xin lỗi, bài số 24, Kalaka.
Nội dung của bài kinh này thì nói đến cái sự liễu tri, cái sự hiểu biết của một bậc đấng chánh biến tri, tức là một trong những cái học danh của Đức Phật. Và đây đó thì chúng ta thấy cái đoạn đầu, cái đoạn đầu tức là nói đến cái thế giới, trong cái thế giới mà chư thiên ma với giới, phạm thiên giới, quần chúng sa môn bà la môn, chư thiên được thấy được nghe. Cái điều mà ở đây đó chúng ta thấy rằng một người biết đó, cái biết của cái người pháp phu thì cái biết đó nó cũng chỉ qua cái nói rằng do thấy, do nghe, do cảm nhận, do suy nghĩ. Thì cái gì mà bằng mắt thấy của mình thấy, rồi cái gì mà tai chúng ta nghe thì chúng ta biết đó là nghe, rồi tâm chúng ta có cái cảm nhận như thế nào và tâm chúng ta suy nghĩ như thế nào, thì cái đó cũng là cái biết của một cái người phàm phu. Dù là cái biết của cái người phàm phu đó, đó có thể nói rằng chứng thiền đi nữa thì cái biết nó cũng trong giới hạn. Cái biết ở trong giới hạn thì ở đây đó chúng ta thấy rằng cái biết nó có nhiều lắm. Biết về những chúng sanh, biết về cái hình thành nên cái thế giới, biết về căn tánh của chúng sanh, thì cái biết đó đó có những cái lĩnh vực, có những khía cạnh mà người phàm phu có thể biết được, nhưng mà biết trong giới hạn. Còn nhưng mà đối với các bậc thánh, đặc biệt như Đức Phật của chúng ta là một bậc gọi là chánh biến tri, như vậy thì ngài biết toàn bộ, biết toàn bộ, toàn bộ trong những cái đó đó không phải gì do thấy ai làm cái gì mà chính ngài thấy những điều đó. Ví dụ như chúng ta thấy rằng trong cái thế giới này đó, ngày nay đó cho đến xưa kia cũng vậy, có những cái tôn giáo mà người ta giải thích cho cái thế giới, cái thế giới quan, cái thế giới quan, cái thế giới được hình thành như thế này, thế giới hình thành được như thế nọ, mà phần lớn là người ta có một cái suy nghĩ là ở trong cái, do cái sự mặc khải của một đấng tạo hóa nào đó, từ đó mới hình thành nên cái này. Ví dụ như Thiên Chúa giáo họ nói rằng cái việc mà hình thành nên con người là do Chúa lấy đất nắng ra hình con người, rồi hà hơi vào, hơi của Chúa vào, tạo nên sự sống của con người. Thì mình nghe nói rằng nghe như vậy thì nghe nó lạ, nhưng mà với một cái người tín đồ thì chắc có lẽ là họ phải tin như vậy. Nhưng mà nếu chúng ta xét về góc độ mà có một cái trí tuệ một chút thì chúng ta khó mà tin những điều đó, những người tin. Rồi cái việc mà cái thế giới này đó nó được hình thành nên cái căn tánh của chúng sanh và cái hành vi của chúng sanh tạo ra, và nó có cao, có thấp, có khổ, có vui, có đủ thứ hết. Nhưng mà người ta nói rằng có một cái gì đó từ là thiên đàng. Thiên đàng đó là cái được cái ân sủng từ nơi đấng tạo hóa đó. Nếu con người được sự ban tặng cho một đấng tạo hóa, hoặc là khi mà làm trái ý với một đấng tạo hóa đó, hay hoặc là làm những điều gì tội lỗi trái ý của đấng tạo hóa, thì sẽ bị phạt. Phạt đó là một cái cõi khổ mà chúng ta được biết đó như là một quả ngục. Thì ở đây đó cũng có những người tin, nhưng mà ở đây đó chúng ta thấy rằng phần lớn đó, thì chúng ta thấy rằng chỉ có kinh điển của Phật giáo đó, những cái gì mà Đức Phật ngài tuyên thuyết trong suốt 45 năm, những điều đó là ngài thấy bằng với cái trí tuệ của ngài, với bằng cái trí tuệ của một bậc chánh đẳng chánh giác,
Và Ngài có một cái hồng danh nữa là gọi là Lokavidu, tức là thế gian giải. À, thế gian giải, tất cả những cái gì mà gọi là cái thế giới, cái thế gian ở đây, chữ Loka có thể nói là chỉ cho tam giới này, chỉ cho tam giới này, từ dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Thì nếu mà mình nói trong Atidan thì có là 11 cõi, 11 cõi, cõi dục giới, trong đó có 4 cõi khổ rồi, còn lại là vui. 16 cõi sắc thì trong đó do các vị chứng đắc thiền, 14 cõi vô sắc là do các vị chứng thiện vô sắc cho nên sanh về cõi vô sắc. Mình thấy rằng do cái hạnh nghiệp của chúng sanh á, Đức Phật Ngài thấy rõ là do cái hạnh nghiệp của chúng sanh mà hình thành nên những điều đó. Như vậy thì sở dĩ mà có cái đa dạng mà về cái thế giới này, mà chúng sanh có mặt trong mỗi cái thế giới đó, đó là tùy vào cái căn tánh của chúng sanh, cái hạnh nghiệp của chúng sanh nó có khác nhau. Khi mà nói đến cái thế giới nữa đó, là chỉ cho chúng sanh tồn tại ở trong với cái hình thức là ngũ uẩn này. Tức là có những chúng sanh đó, nếu chúng ta nói là trong A Tỳ Đàm thì ngũ uẩn này đó là do cái nghiệp và phiền não tạo ra. Và có những chúng sanh ngũ uẩn, đầy đủ ngũ uẩn, sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn đầy đủ. Nhưng mà có những chúng sanh chỉ có nhất uẩn thôi, đó là cõi vô tượng. Rồi có những chúng sanh là chỉ có được là tứ uẩn thôi, tức là 4 cõi vô sắc, không có sắc uẩn, mà chỉ có thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn. Sở dĩ nó đa dạng như vậy đó, để nó hình thành nên cái gọi là chúng sanh, hay là cái thế giới chỉ cho cái ngũ uẩn này. Bây giờ đó, Đức Phật Ngài nói rằng nếu cái điều nào mà người ta nói rằng từ ở cái loài người, chư thiên phạm thiên á, nói những hoặc là suy tư những cái điều đó, nói điều đó ta biết thì cái điều đó đó mình Đức Phật Ngài nói đó. Đức Phật Ngài nói ở đây đó, nếu mà không có một cái người nào mà chứng đắc biết những điều đó thì giờ mình có tuyên bố ra đó, người ta có thể nói mình nói nó không thật. Nhưng mà chính Đức Phật Ngài cũng đã giác ngộ điều đó. Và đối với cái Ngài hiểu biết được những điều đó. Và ở đây, khi mà cái đoạn thứ hai mà chúng ta thấy ở đây đó, Đức Phật Ngài nói rằng như vậy, này các tỳ kheo, Như Lai là vị đã thấy những cái gì cần thấy, nhưng không tưởng tượng. Tưởng tượng ở đây đó, có thể nói rằng mình có thể tạm xài cái từ là gọi là suy diễn. Mình suy diễn ra, điều đã được thấy, không tưởng tượng được những cái gì không được thấy, không có tưởng tượng những cái gì cần được thấy, không có tưởng tượng đối với những người thấy, đã nghe cái gì cần nghe, nhưng không có tưởng tượng điều đã được nghe, không có tưởng tượng những cái gì không được nghe, không có tưởng tượng cái gì cần được nghe, không có tưởng tượng đối với những người được nghe, đã cảm giác cái gì cần cảm giác, nhưng không có tưởng tượng những điều đã được cảm giác, không có tưởng tượng cái gì không được cảm giác, không có tưởng tượng cái gì cần phải cảm giác, không có tưởng tượng đối với người cảm giác đã thức tri những gì cần thức tri, không thức tri nhưng không có tưởng không có tưởng tượng những cái gì thức tri. Thì ở đây đó chúng ta thấy rằng thứ nhất là mình nói đến cái việc mà Đức Phật là một cái bậc chánh đẳng chánh giác, và Ngài có một cái hồng danh như chúng tôi đã nói khi nãy đó, một cái hồng danh nữa đó là Lokavidu, tức là được gọi là thế gian giải. Mọi cái hiện tượng, mọi cái pháp hành, mọi cái diễn biến ở trong cái thế giới này thì Ngài có thể là giải được hết. Nhưng mà chúng ta thấy rằng có một lần khi mà Đức Phật Ngài, khi mà Ngài Mục Kiền Liên và một
vị một tôn giả nữa đi trên cái núi trên đồi Xà Vật, tức là để mà đi xuống đỉnh lễ Đức Thế Tôn đó. Thì trên đoạn đường đi thì ngài Mục Kiền Liên ngài thấy một cái số loài ngạ quỷ, thì thấy cái ngạ quỷ ở đây đó có thể là mình đầu thì đầu người, nhưng mà mình thì con rắn. Rồi có những cái loại ngạ quỷ đó thì lửa cháy xung quanh, cháy suốt. Rồi có những cái loại ngạ quỷ thì cái bụng to nhưng mà cái cổ thì nhỏ. Thì đây là những cái hình dạng mà sở dĩ mà có những cái chúng sanh như vậy đó là gì á, chúng ta thấy rằng là do nghiệp, do cái hạnh nghiệp. Nhưng mà cái điều đó khi mà ngài Mục Kiền Liên ngài Mục Kiền Liên cùng với một vị tôn giả nữa đã đến để trở lại để gặp đảnh lễ Đức Thế Tôn, và ngài Mục Kiền Liên đã tường thuật lại những cái gì mà chính ngài Mục Kiền Liên ngài đã thấy. Thì Đức Phật ngài nói rằng khi mà Đức Phật ngài giác ngộ dưới cội cây Bồ Đề đó thì ngài đã chứng kiến những điều đó, ngài đã tự ngài thấy rõ những cái chúng sinh đó, những chúng sinh nó hình thành như thế nào. Thì ở đây đó chúng ta thấy rằng, nhưng mà ngài không có nói, không có tuyên bố ra. Vì sao tuyên bố ra? Nếu mà tuyên bố ra cái thế giới nó có những cái thế giới vậy, có những chúng sanh như vậy, mà mình người khác mà họ không thấy những điều đó, họ không thấy được những điều đó, họ không biết được những điều đó, thì đối với họ là những điều mơ hồ, và họ có thể nói rằng Đức Phật ngài nói không thật, thì ở đây đó chúng ta thấy rằng Đức Phật ngài có cái gọi là thập lực trí đó. Quý vị biết rằng ở trong kinh gọi đó là cái thập lực trí, mà ở đây chúng tôi cũng được đơn cử giải thích cho quý vị thấy rằng Đức Phật ngài có cái đặc biệt những cái trí mà chúng sanh á, khi mà có những cái đoạn kinh, có những cái đoạn kinh mà ngài tuyên bố rằng khi mà ngài giác ngộ về những sự thật đó thì ngài mới tuyên bố với cái thế giới chư thiên, ma vương, phạm thiên, chúng sa môn, bà la môn, loài người, và ngài tuyên bố rằng ngài là một bậc chánh đẳng giác, là đức chánh biến tri đó. Thì ở đây đó chúng ta thấy cái trí gọi là thập lực trí ở đây là tattha gatapalanya, tức là cái trí của một 10 cái loại trí của một bậc chánh đẳng chánh giác. Mà ở đây chúng ta thấy rằng cái trí thứ nhất là ngài hiểu biết được những cái nguyên lý. Nguyên lý ở đây là gì? Các cái sự kiện nó sẽ xảy ra hoặc là không xảy ra. Cho nên ngày nay chúng ta thấy rằng cái thế giới này đó, người ta có thể đồn đoán về những chuyện này. Nay nhà tiên tri này mốt và nhà tiên tri nọ, rồi mốt rồi xuất hiện ra những cái tôn giáo mà chúng ta thấy là những cái trào lưu đó thường là nói đến sự quý diệt của quả địa cầu, hay là nói một cái từ nữa là gọi là tận thế. Thì cái tận thế đó đó mà ngày nay đó là những cái tôn giáo hay là những cái chủ thuyết mà gọi là địa phương đó, nó có những cái chủ thuyết mà nói lên giống như là dọa người ta. Sự thật ra đó thì cái điều đó đó Đức Phật ngài không có nói tới, nhưng mà ngài biết rằng á, chính cái gì mà nó sinh ra đó thì nó phải hoại diệt thôi. Cái quả địa cầu chúng ta lâu cỡ nào đó, lâu đến mức độ nào đó thì có đến lúc nó khi quy hoại diệt thôi. Nó có thể nó còn những cái sự vận hành của vũ trụ thì nó có bên bồi bên lở, sông bồi sông lở. Có thể biển Thái Bình Dương xưa kia đó nó là mặt đất, nhưng mà bây giờ nó trở thành biển rồi sao? Rồi có những cái vùng biển mà chúng ta biết rằng xưa kia nó là những cái tòa lâu đài, những cái thành phố uy nga tráng lệ, nhưng mà bây giờ nó lại sụp xuống trở thành những cái biển, đáy biển sâu, vân vân. Thì cái chuyện đó là cái chuyện vận hành của vũ trụ. Và Đức Phật ngài biết rõ được là những cái điều nó có thể xảy ra và những điều không thể xảy ra. Mà mình có nói những điều đó, thường thường người ta nói là
À, thường thường người ai nói đến cái khổ, lấy cái khổ để bài đến cái việc mà người ta tu. Nhưng mà sự thật ra đó, cái nạn kiếp, kiếp nạn của con người đó, trong kinh nói rằng có thể là những chúng sanh đó, có thể là bị kiếp nạn của lửa, bị kiếp nạn của nước, bị kiếp nạn của đất, bị kiếp nạn của gió. Không phải nó chỉ nằm ở trong cái thế giới, cái quả địa cầu, cái hành tinh của mình không đâu, mà nó có thể, nó có thể ảnh hưởng, và nó có thể ảnh hưởng đến cái một cảnh, một số cảnh giới, một số cảnh giới, ngay cả những cái cõi mà chúng ta biết là chứng sơ thiền đó, những cõi sơ thiền đó, nước lửa và gió nó có thể trôi dạt lên tới trên đó, tức là nó sẽ đến, có đến lúc quỷ hoại diệt như vậy đó. Như vậy thì mình nói ở đây là ở trong kinh thánh gọi là đại hồng thủy, nó không phải đơn giản, nó không phải đơn giản chỉ cái quả địa cầu không, mà nó lại là có sự vận hành. Mà Đức Phật á, thì Ngài biết rõ những điều đó, biết rõ về những cái sự kiện nó có thể xảy ra và không thể xảy ra, rồi có những sự kiện nhỏ và những sự kiện lớn. Cái thứ hai nữa đó, cái trí thứ hai của một đức, một bậc mà gọi là thế gian giải đó, thì Ngài, cái trí, thập lực trí của Ngài đó, Ngài biết được cái gì? Biết được cái nghiệp quả, hạnh nghiệp của chúng sanh. Hạnh nghiệp chúng sanh. Bởi vì mình mới thấy rằng chúng sanh này có thể thân đồng tưởng dị, có thể thân dị tưởng dị, có thể thân đồng tưởng đồng. Tức là tâm và thân khác nhau, hoặc là tâm và tâm giống nhau, hoặc là thân và thân giống nhau. Nhưng mà có những cái chúng sanh á, là thân đồng tưởng dị, thân thì giống nhau nhưng mà tưởng dị nha. Thí dụ như là con người của chúng ta đó, cái loại, cái nhân cõi nhân loại chúng ta có thể là thân đồng mà tưởng dị. Thí dụ vậy. Là vì cái thân của chúng ta thì cũng có mắt, tay, mũi, lưỡi, tay, chân giống nhau, nhưng mà nó khác nhau về tâm tánh. Khác nhau về tâm tánh. Anh em trong gia đình nhiều người nó cũng có cái tâm tánh khác nhau, chứ cũng không ai giống nhau, chứ đừng nói chi là mỗi chúng sanh. Và điều đó là tùy thuộc vào cái sự quân tập, tùy thuộc vào cái nghiệp. Và Đức Phật Ngài biết được cái trí, Ngài biết được cái hạnh nghiệp của chúng sanh, sở dĩ cái hạnh nghiệp nào, cái hạnh nghiệp tốt, hạnh nghiệp xấu, mỗi chúng sanh như vậy, Ngài biết rõ. Cho nên là có một lần chúng ta thấy rằng có một cái câu chuyện mà khi mà sự kiện, sự việc xảy ra đó, tức là Tỳ Khưu Đề Quá Đát Tá, tức là Tỳ Khưu Đề Bà Đạt Đa đó. Ban đầu thì xuất gia theo Đức Phật đó, thì có lẽ là cũng tinh tấn, rồi do sự nỗ lực đó thì chứng tứ thiền ngũ thông, chứng tứ thiền ngũ thông, do cái sự tinh tấn đó, do sự nỗ lực đó mà chứng tứ thiền ngũ thông. Rồi sau một thời gian thì do cái phiền não, vì vậy cho nên là vì danh, vì lợi, vì thứ này thứ nọ, tức là muốn cái địa vị, tức là muốn mình trở thành một vị giáo chủ, và muốn được vua A Xà Thế tôn thờ, và muốn được quần chúng tôn thờ mình, cho nên cuối cùng là tìm cách này cách nọ để hại Đức Phật. Và cuối cùng thì những cái thần thông cũng bị biến mất, các cái thiền chứng của mình chứng cũng không còn được nữa. Thì có một số vị là hỏi là tại sao Đức Phật lại cho Đề Bà Đạt Đa đi tu xuất gia, mà biết Đề Bà Đạt Đa phản rồi mà sao lại là cho xuất gia vậy? Thì Đức Phật này mới nói rằng ít ra thì trong cái khoảng thời gian mà Đề Bà Đạt Đa có sự tinh tấn đó, đã chứng được tứ thiện ngũ thông, trong khoảng thời gian nó tốt hơn là suốt cả quãng đời mà Đề Bà Đạt Đa không chứng thiện, không có tu được những cái thiện pháp nào. Mặc dù ngày hôm nay Đề Bà Đạt Đa tạo phản thì Đức Phật Ngài cũng vẫn biết được những điều đó. Nhưng mà nếu mà ví dụ như chúng tôi nói, ví dụ như một người mà họ suốt cả quãng đời của họ, họ làm những chuyện xấu không, nhưng mà trong một khoảng thời gian nào đó, trong một đoạn đời, khoảng thời gian của quãng đời của họ, họ có những cái lúc nào họ tu tỉnh, thì mình nên hướng cho họ tu tỉnh. Thì cái ý nghĩ ở đây đó là Đức Phật Ngài cũng muốn cho Đề Bà Đạt Đa tu tỉnh được một thời gian nào đó, tốt hơn là không tu tỉnh được cái điều gì. Ý chúng tôi muốn nói là như vậy. Thì ở đây đó, Đức Phật Ngài biết được cái hạnh nghiệp
Dạ, Ngài biết được cái hạnh nghiệp của mỗi chúng sanh ở trong dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Ngay cả những cái chúng sanh ở trong cõi nhân loại của chúng ta, nó cũng đã khác nhau rồi. Dạ, nó khác nhau về cái hạnh nghiệp rồi. À, Ngài biết rõ những điều đó. Và cái trí thứ ba nữa đó, thì Ngài biết được cái đạo lộ sanh thú của mỗi chúng sanh. Đạo lộ sanh thú, chúng sanh làm cái nghiệp gì mà sanh lên cõi đó. Ví dụ như chúng ta thấy rằng cái cõi dục giới vui của mình ấy, từ là cõi người cho đến cái cõi, tức cõi trời quá lạc thiên, tức là cái cõi mà vị chúa ma vương ở đó, thí dụ vậy, tha quá tự tại. Như vậy thì bây giờ chúng ta thấy rằng cái cõi đó là cõi dục giới vui đó, chúng ta được gọi lên như là cõi dục giới vui. Mà cõi dục giới vui đó là chúng sanh mà được hình thành đó từ ở các những cái thiện sự, phần lớn là những cái thiện sự. Chỉ có cái thiện sự là chứng thiền là không có thôi. Nhưng mà cõi dục giới vui đó là do các hạnh người nguyện là bố thí nè, trì giới nè, cung kính nè, phục vụ nè, hiếu kính cha mẹ ông bà nè, vân vân, tôn kính, kính nể, kính nhường các bậc trưởng thượng nè, vân vân và vân vân, các bậc giới đức. Thì chúng sanh đó làm do những cái thiện nghiệp đó sanh lên cõi vui. Nhưng mà chúng sanh mà sanh ở cõi khổ thì chắc chắn là không nghiệp là do tham, do sân, do si, do tà kiến. Thì chúng sanh đó phải tạo cái nghiệp đó cho nên sanh ở cõi khổ. Đức Phật Ngài biết được cái mỗi chúng sanh ở sanh ở cõi này, sanh cõi kia, tức là con đường mà tự họ đã đi. Và tự họ đi đó là cái hạnh nghiệp, cái đạo lộ, cái lối đi. Để chúng ta tí là ba cõi sáu đường, tạm gọi là ba cõi sáu đường. Ba cõi là cõi dục giới, cõi sắc giới, cõi vô sắc giới. Cõi vô sắc giới. Sáu đường có thể là trời, là người, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh và A-tu-la. Như vậy là bốn cõi khổ rồi đó. Địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh và A-tu-la là bốn cõi khổ. Nhưng mà hai cõi trời người đó là được xem như là cõi hạnh phúc đó, cõi sung sướng, cõi an lạc đó. Nhưng mà sở dĩ mà có ba cõi sáu đường đó là vì cái gì? Cái hạnh nghiệp của chúng sanh tạo ra. Và do mỗi chúng sanh mà sanh lên cảnh giới, ở cảnh giới này, cảnh giới nọ. Nội cõi trời thì chúng ta thấy rằng cũng có những vị có những cái phước đặc biệt hơn, có những vị kém phước đặc biệt hơn. Rồi có những cõi trời đó thì họ được những cái phước như thế này, nhưng mà có những cõi trời thì không được những phước như thế kia, vân vân. Thì cái đó cái đạo lộ, cái con đường đi đó là tự chúng sanh tạo ra. Và Ngài biết được cái đạo lộ, hay là Ngài biết được cái đạo lộ nào, cái con đường nào sanh cõi khổ, biết con đường nào sanh ở cõi dục giới, biết con đường nào sanh lên cõi sắc giới hoặc vô sắc giới, hoặc là biết con đường nào để hướng đến sự giải thoát, giải thoát hoàn toàn, giải thoát hoàn toàn, tức là đạo quả thánh nhân. Chỉ có Ngài mới biết được, Ngài mới biết được những điều đó. Chúng ta thấy rằng trong cái quả, trong kinh gọi là quả địa cầu của chúng ta có năm vị Phật ra đời. Mà từ thời mà Đức Phật Kassapa, tức là Đức Phật Ca Diếp đó, cho đến Đức Phật Gotama của chúng ta, tức là Đức Phật Sakyamuni của chúng ta đó, Ngài ra đời đó, thì cái khoảng thời gian đó nó rất là dài. Mà trong khoảng thời gian đó, nếu mà giáo pháp Đức Phật Kassapa để lại bao nhiêu thời gian trên cái cõi nhân loại này rồi đó, thì quý vị biết rằng sau cái khoảng thời gian đó rồi biến mất đi đó, thì khoảng thời gian trong đó, thời gian mà từ khi mà giáo pháp Đức Phật Kassapa biến mất trên cái thế giới, cái cõi nhân loại này rồi đó, thì quý vị thấy rồi đó, khoảng thời gian dài đó không ai biết được gì hết, không ai biết được cái gì, không ai biết được cái con đường đi đến sự giác ngộ. Mà đến khi Đức Phật Ngài giác ngộ dưới cõi cái Bồ Đề, Ngài mới thấy rõ ra được những cái sự thật đó, Ngài mới tuyên thuyết, và do đó Ngài mới vận chuyển cái bánh xe pháp này tế độ được trời và người, được cái sự an lạc và giải thoát rất là nhiều. Và cái trí thứ tư nữa là Đức Phật Ngài biết rõ được cái bản chất của chúng sanh sanh diệt dị biệt. Bản chất có người thì tính đa tham, có người thì tính đa sân,
Có người thì tính đa si, mỗi một người khác nhau. Cái người mà ví dụ như chúng ta thấy rằng cái tâm bất thiện chúng ta sanh á, nó có nhiều cái nguyên nhân lắm. Do đời trước mình không có tạo những cái nhân lành, dạ. Cho nên khi mà mình không có tạo nhân lành á, mình có tạo nhân lành á thì nó đỡ. Tạo nhân lành là cái gì? Tức là mình có bố thí, mình có trì giới, mình có tham thiện, rồi mình nguyện là do cái phước mà mình tu tập này, hay là mình tạo cho mình cái gọi là cái thường cận y duyên thiện quen đó, mình quen làm những cái nhân thiện rồi, cho nên nó có cái quả lành, cái nhân lành đó. Và như chính những cái yếu tố hỗ trợ, tương trợ, hỗ trợ cho cái thiện pháp của mình sanh. Khi mà mình đời trước mình không có tạo những cái nhân lành này, thì đời này mình gặp là dễ là mình sanh cái tâm bất thiện lên. Rồi cái thứ hai nữa đó là mình, cái đời trước của mình á, là mình, cái tính của mình nó hay đụng chút mà mình hay tham, tham nhiều, tham ít, tham rất là nhiều, chuyện nhỏ, chuyện lớn, việc nhỏ thì mình cũng tham. Tham trong ngũ dục, tham trong cái này, cái nọ, tham rất là tham nhiều. Vậy chứ cái tâm tham thì phàm phu là ai không có. Nhưng mà có một điều đó là một người tham nhiều, tham ít thôi, có thể là nó bộc lộ mạnh, bộc lộ yếu thôi. Nhưng mà tham chứ, nhưng mà hả, tham nhiều thì mình đời trước mình hay tham nhiều, đời trước một người nó hay tham nhiều, đời trước một người hay sân nhiều, rồi một người đời trước một người hay si nhiều, hay là ngã mạn nhiều, hay là tà kiến, thì chính cái sự quân tập của mình á, mình quen như vậy rồi, cho nên là bây giờ mình sanh lên đời này là cái tâm bất thiện mình nó dễ dàng tham, dễ dàng sân. Và cái điều kiện thứ ba nữa đó là do cái đời sống hiện tại mình á, mình có thể thân cận với những cái người bạn tốt hay bạn xấu. Nếu mà mình cái tâm bất thiện mà mình sanh lên nhiều đó, cái tâm bất thiện của mình mà sanh lên nhiều đó, quý vị biết rằng là do mình, cũng có thể là do mình thân cận với những cái người bạn ác xấu, cái người mà vô tính, tức là cái người mà không có niềm tin đối với nhân quả, nghiệp báo, luân hồi, rồi cái người mà bất tin tam bảo, hoặc là cái người mà ác giới, mình sẽ gần gũi với những người ác giới, hay là mình gần gũi với những cái người tà tính, hoặc là mình gần gũi với những người lười biếng, những người không siêng năng, vân vân và vân vân. Do mình gần gũi với những cái người bạn không tốt đó, nó ảnh hưởng đến cái suy nghĩ, việc làm, hành vi của mình. Cho nên là chúng ta thấy rằng có một lần nọ đó, khi mà Đức Phật ngài hỏi ngài A Nan vậy chứ, đối với cái con đường phạm hạnh là này là như thế nào, thì ngài A Nan bạch Đức Thế Tôn, một nửa con đường phạm hạnh này là chính là do thân cận bằng lòng. Thì Đức Phật ngài mới nói rằng này A Nan, không phải như vậy đâu, bởi vì toàn bộ con đường phạm hạnh này chính là nhờ thân cận những bạn lành. Thân cận mình, bạn lành ở đây mình nên hiểu rồi, ngoài cái việc mà bạn mà mình nói là đồng niềm tin, đồng trí tuệ, đồng giới hạnh đó, cái bạn mà mình thân cận với nhau, ví dụ như bậc xuất gia tỳ kheo thì có những giới phẩm, có cái tri kiến của một vị tỳ kheo, có sở hành của một vị tỳ kheo. Một người tu nữ, một vị tu nữ có những cái phẩm hạnh giới hạnh của người tu nữ. Người cư sĩ thiện nam tín nữ có những cái phẩm hạnh giới hạnh của những người tu nữ. Thì chúng ta nói đó là bạn lành. Nhưng mà bạn lành nữa ở đây đó, hiểu là một điều đó là do mình quân tập những cái thiện pháp. Mình thường xuyên tu tập, quân tập những cái thiện pháp. Bố thí cũng quen, cúng dường quen, trì giới cũng quen, rồi tu thiền cũng quen, cung kính phục vụ cũng quen. Mình quen làm những điều đó, mình thân cận, nó trở thành những cái gì đó, nó gắn bó, kéo liền cho cái đời trước và đời này cho mình. Cho nên cái tâm bất thiện nó sanh lên, nó không phải có những cái nguyên nhân như vậy quý vị. Thì ở đây đó, cái trí thứ tư của Đức Phật, ngài biết được cái chúng sanh có những sự dị biệt, tánh tình ra sao, căn tính ra sao, nó có những cái sự dị biệt đó. Rồi cái trí thứ năm của Đức Chánh Biến Tri, tức là của thập lực trí, một trong thập lực trí của Đức Phật, thì
thì Ngài biết rõ được cái khuynh hướng dị biệt của chúng sanh nè. À, cái khuynh hướng. À, như vậy thì mình thấy rằng cái khuynh hướng ở đây đó là cái người ta chọn cho họ một cái hướng đi. À, họ có một cái suy tư, cái hành vi của họ theo một cái hướng đi đó. Mà cái hướng đi đó nó có thể tốt, có thể xấu, có thể thiên về cái này, có thể thiên về cái kia. À, biết được những cái khuynh hướng. Và Đức Phật Ngài biết được khuynh hướng. Như chúng ta hay nghe cái câu chuyện là trong kinh Pháp Cú Kinh có nhắc đến cái câu chuyện mà đệ tử của Ngài Xá Lợi Phất có một vị đó, tức là Ngài Xá Lợi Phất dạy cho cái đề mục một quán về bất tịnh. À, thì cái vị này quán hoài, à, tu tập hoài mà sao không thấy có kết quả. Đức Phật Ngài biết rõ được những điều đó. Cho nên là Ngài kêu vị tỳ kheo này lại và Ngài dạy cho cái đề mục, mà Ngài dạy cho một cái đề mục mà tức là những cái gì nữa. Phải nói là những bộ đề mục có thể là hoàn tịnh đi, đề mục tốt đẹp. Bởi vì Ngài biết được cái tiền kiếp quý vị này đó là một cái thợ, một cái người thợ kim hoàn. Tức là giống như mình nói là người thợ bạc vậy đó. Ngày nay là làm ra các cái sản phẩm, làm ra các cái sản phẩm nữ trang, đồ trang sức của chúng ta là bằng vàng, bạc, châu báu, kim cương, mã não gì đó, những cái vàng bạc đó mà bởi mắt chứng kiến, mắt thường xuyên tiếp cận với những cái cảnh tốt đẹp đó, những cái sản phẩm mà mình làm ra bằng những cái vàng hay bằng ngọc đó thì nhìn vô cái đó rất là đẹp. Mà bây giờ chỉ cho cái đề mục quán về vô thường, xin lỗi, quán về bất tịnh thì làm sao cái vị này, vị này cũng khó có thể giác ngộ được. Bởi cho trong những kiếp mà chỉ ai Đức Phật Ngài biết được gì vậy? Đức Phật Ngài biết được, bởi vì Ngài có một cái thập lực trí đó, Ngài biết được như vậy. Cho nên cái phương hướng của chúng sanh đó, nó có khác đi hay là giống, nó khác như thế này, dị biệt khác nhau như thế này, đó là tùy vào một cái phương hướng của chúng sanh. Bởi vì cho nên chúng ta thấy rằng khi mà Đức Phật Ngài thuyết pháp ra đó, ngoài cái yếu tố mà nội tại của cái vị đó, cái chúng sanh đó, là cái căn duyên, thiện duyên nó đã có sẵn rồi, hay nói một cách khác là pháp độ ba la mật đã tương đối là đầy đủ rồi. Thì cái yếu tố ngoại tại, tức là cái yếu tố mà do Đức Phật, để Đức Phật Ngài biết được cái căn tánh, cái phinh hướng của chúng sanh. Cho nên là Ngài soi rọi hết một thời pháp, có thể là Ngài dạy ra đó, thì có thể là người khi mà Ngài giảng dạy ra đó, thì có người chứng quả vị A-la-hán, rồi có người chứng những quả thánh hữu hậu, rồi có những vị đó có cái tâm an lạc, rồi có những vị đó có thể là tạo được cái duyên lành sanh cảnh giới trời, sau khi mất rồi sanh cảnh cõi giới, cảnh giới cõi trời, vân vân. Thì do là gì? Do Đức Phật Ngài biết được cái phương hướng của chúng sanh. Và cái trí thứ sáu ở đây đó là trí biết rõ thượng căn và hạ căn. Tức là có những cái căn mà mau hoặc lẹ, hoặc là cái căn cao và căn thấp á. Mình nói ở đây có nghĩa là cái trí tuệ mà nhận được đó, ở trong Di Diệu Pháp có gọi là người độn căn và người lợi căn. Tức là ngay cả cái vị mà chứng đạo quả đó, thì cái vị mà căn trí trắng mà mau lẹ đó, thì nó chứng đạo nó cũng bỏ đi sắc na. Còn cái người mà căn tánh mà chậm rãi đó thì cũng giác ngộ, nhưng mà nó phải thêm một sát na nữa. Chứ ở đây chúng tôi chỉ nói vậy thôi để cho quý vị thấy rằng cái tốc độ của một cái người mà căn tánh mau lẹ đó, thì cái căn tánh đó nó tạo cho cái vị đó chứng đạo quả cũng mau hơn là cái người mà căn tánh chậm lục. Như vậy thì nói đến một cái người mà trong cái việc mà học Phật Pháp, trong cái việc mà tu tập Phật Pháp của chúng ta cũng vậy đó. Thì cái người đó, cái người đó đó, họ có thể nói rằng những cái người đó có thể rằng do cái nghiệp duyên nào nó bị trở ngại. Ví dụ như chúng ta phải nghe cái vị mà ở trong kinh Pháp Cú nói đến cái ngày mà chỉ lo ba lá đó,
Quý vị thấy rằng cái vị tỳ kheo này đó có một cái vị xuất gia, người anh của mình xuất gia chứng quả vị A La Hán, nhưng mà cái vị này học có một cái bài kệ thôi, bốn cái câu kệ thôi, mà học hoài mấy tháng trời cũng không thuộc. Thì đây là những cái sự trở ngại, nhưng mà đến khi mà sau đó rồi đó thì tự nhiên là tu tập, do cái sự tu tập thì duyên nó chín mùi rồi, cũng như là cái vị này chứng quả vị A-la-hán, chứng vị A-la-hán trong khi mà Đức Phật á, là cùng với chư Tăng là đi trai tăng được những người đàn tính, thỉnh đi trai tăng. Rồi sau đó nói là trở về thỉnh Ngài, thì Ngài lúc đó Ngài có cái tha tâm thông, Ngài biết được là người ta sẽ trở lại thỉnh Ngài, cho nên là Ngài biến hóa ra nhiều cái vị mà giống như y như Ngài luôn, rất là nhiều người, cũng không biết ai. Nhưng mà sau cuối cùng thì ở đây chúng tôi muốn nói, tức là khi mà thượng căn và hạ căn nó cũng là do cái sự quân tập của mình, hay là cái người có những cái người bị cái sự trở ngại do nghiệp chướng gì đó, nghiệp chướng gì đó mà nó có thể ngăn cản làm cho không thể bung thảy nhanh lẹ được, đó là như vậy. Rồi cái trí thứ bảy nữa là Ngài biết rõ được cái sự ô nhiễm và thanh tịnh hay là sự xuất ly của chúng sanh. Như vậy thì tâm của chúng sanh đang bị ô nhiễm như thế nào, tham nhiều, sân nhiều, Đức Phật Ngài biết rõ được. Ngài biết được cái tâm ô nhiễm, rồi cái tâm của người nào thanh tịnh. Hoặc là cái tâm mà thanh tịnh rồi đó, thì tự động là cái vị đó mà tu tập là chứng độ, chứng đạt. Hay hoặc là nghe cái bài pháp của Đức Phật thì cái vị đó Ngài chứng đạt. Và những ai mà xuất ly được những cái phiền não ô nhiễm, thanh tịnh hoặc là xuất ly, những người mà rượt ra khỏi những cái quyền não, phiền não trói buộc, thì vị đó được xuất ly thì Đức Phật Ngài cũng biết rõ. Và cái trí thứ 8 là trí biết rõ tiền kiếp. Ở đây cũng có thể nói rằng cái túc mạng minh biết rõ cái tiền kiếp của bản thân Ngài, và Ngài biết được tiền kiếp của bất cứ một chúng sanh nào hiện hữu trong tam giới này. Ngài biết được cái tiền kiếp của cái vị đó. Cho nên là mình, thí dụ như quý vị thấy rằng những vị mà chứng thiền hiệp thế đó, tức là chứng tứ thiền, mình nói theo tứ thiền ấy, thì vị đó có được những cái thần thông, biết được những cái thần thông, đặc biệt là cái túc mạng minh, biết được cái tiền kiếp của mình và những chúng sanh khác. Nhưng mà cái biết của người chứng thiền nó cũng có giới hạn thôi. Rồi biết của một cái vị A-la-hán thinh văn nó cũng có một cái gì, tuy là nhiều hơn, rộng hơn cái vị mà chứng thiền, nhưng mà biết nhiều hơn, rộng hơn một chút, nhưng cũng có giới hạn. Nhưng mà cái biết của Đức Phật, biết về tiền kiếp của chúng sanh và Ngài đó, thì biết không cùng tận, tức là biết không có giới hạn đấy. Biết không có giới hạn. Và cái chứ chính ở đây là biết về sự sanh tử, chúng sanh luân hồi trong tam giới do hạnh nghiệp sanh tử, kiếp này là như thế nào, kiếp nọ như thế nào, nói rất là nhiều. Cho nên rằng khi mà nói rằng khởi thỉ của đời sống luân hồi này, nó bắt nguồn từ phiền não và từ cái hạnh nghiệp của chúng sanh. Và đời sống mà sanh tử này đó, có kiếp vì mình thấy rằng chỉ có những vị trời mà phạm thiên thôi, những vị đó có thể rằng sau khi hết quả phước, hết cái quả năng lực của thiền rồi sanh xuống, có thể sanh từ từ, sanh xuống cõi người rồi từ từ vậy. Nhưng mà những cái chúng sanh có thể là mình biết là những chư thiên ở cõi trời dục giới đó, ví dụ như cõi trời Đau Lợi hay là tứ thiên vương, nhiều khi sanh là sanh một cái đi một cái rét luôn. Ý chúng tôi muốn nói tức là đi thẳng xuống luôn, không có trở lại làm người, mà nhiều khi cái sanh là cõi khổ, sanh là cõi khổ. Từ ở cõi chư thiên dục giới vui đó, nhưng mà rồi đó là sanh một cái là do một cái gì đó nghiệp, do một cái quả ác nghiệp nào đó, hoặc là cái tâm bất thiện, cái phiền não nó làm cho chúng sanh nó sanh ở trong cái cảnh giới địa ngục ngạ quỷ súc sanh một cách rất là dễ dàng. Đó là như vậy. Rồi một cái trí nữa, trí thứ 10, tức là sau khi Ngài đoạn tận được những cái phiền não lậu hoặc. Cho nên chúng ta thấy rằng nói đến hệ thống mà gọi là tam minh á,
thì cái lậu tận minh, tức là một cái trí tuệ, cái minh mà ngài đoạn tận, tức là cái trí tuệ đoạn tận được lậu hoặc phiền não, đặc biệt là bốn cái căn bản của pháp lậu hoặc đó, đó là dục lậu, hữu lậu, kiến lậu và vô minh lậu. Tức là những cái pháp này ngâm tẩm nhận tìm chúng sanh luân hồi sanh tử. Cho nên là có hôm mấy bữa trước đó, chúng ta có một cái bài học trong kinh Pháp Cú đó, lang thang bao kiếp sống ta tìm nhưng chẳng gặp, người xây dựng nhà này khổ thay phải tại sao. Rồi ngài mới nói rằng nay ta đã gặp người làm nhà kia, nay ta đã gặp ngươi, cột kèo của ngươi, đòn tay của ngươi đã gãy. Đức Phật ngài thấy như vậy. Cho nên cái lậu hoặc á, phiền não á, dục lậu, hữu lậu, kiến lậu và vô minh lậu đó, là pháp mà ngâm tẩm nhận tìm chúng sanh xong sanh tử luân hồi. Do vậy đó, trong kinh Tương Ưng Đức Phật ngài dạy rằng vô thủy là luân hồi. Bởi vì cái gì, cái luân hồi này nó bắt khởi từ từ vô thủy tới giờ, mà nó không có cái mấu chốt cuối cùng, và nó cũng không có thể có được những cái điểm kết cuối cùng. Nếu một người không thể đoạn tận được phiền não, không chặt đứt được cái pháp mà vận chuyển luân hồi chúng sanh, đó là thập dị nhân duyên, không có chặt đứt được thì vẫn còn phải luân hồi. Ở đây đó chúng ta thấy rằng qua 10 cái lộ trí này thì chính Đức Phật ngài biết được những cái pháp hành của thế gian, tức là cái pháp tạo hình thành nên cái thế gian này. Thế gian khi mà mình nói là dục giới, sắc giới và vô sắc giới, hay thế gian tức là chỉ cho chúng sanh tồn tại trong ba giới, trong tam giới này, nó là như vậy. Rồi những chúng sanh trong thế gian này như thế nào ngài biết rõ, và ngài biết được sự hình thành của cái thế giới này. Do vậy đó thì Đức Phật ngài mới nói rằng Như Lai thấy, nghe, cảm nhận, suy nghĩ bằng trí tuệ. Bằng cái sự trí tuệ, bằng Đức Phật ngài thấy bằng cái trí tuệ của ngài, thấy bằng cái sự thật chứng nghiệm của điều ngài, chứ không phải là ngài nghe ai đồn đoán, và cũng không thấy bằng qua một cái mặt khải của một người nào. Ví dụ như chúng ta thấy kinh sách của Phật giáo của chúng ta đó, là trong suốt 45 năm chúng ta thấy là Đức Phật ngài thuyết pháp đó, mà ngày nay các nhà, các vị A Xà Lê, các vị tiền bối, các ngài gom lại thành Tam Tạng, thì nội dung trong Tam Tạng mà Đức Phật giáo điển, lời dạy của Đức Phật, hay gọi là chúng ta gọi là pháp và luật đó, thì đó là những điều mà ngài chứng nghiệm, chứng ngài đã chứng thật những điều đó, kinh điển của Phật giáo này. Cho nên là đặc biệt là khi mà nói đến Tam Tạng kinh điển Pali, đó là một trong những cái lời cái lời dạy mà gọi là nguồn gốc cốt lõi nhất, tinh hoa nhất, mà những cái vị hành giả, những cái người tu tập cần phải tìm hiểu cái lời dạy đó. Và chính cái lời dạy đó mang đến cái sự an lạc và hạnh phúc, cái giá trị nguyên nguyên của nó, giá trị nguyên thủy của nó. Và chính Đức Phật ngài đã đoạn tận được những cái phiền não, cho nên ngài tuyên bố với cái thế giới này đó, cho đến khi nào mà ngài thật sự là ngài đã đoạn tận hết những cái phiền não, không ai nói ngài chưa đoạn tận những phiền não, mà ngài lúc đó thì ngài chưa tuyên bố. Cho đến khi nào mà ngài đoạn tận hết những cái phiền não thì ngài mới tuyên bố được, tức là những điều cần biết ngài đã biết, những pháp cần đoạn trừ ngài đã đoạn trừ, những pháp cần chứng đắc ngài đã chứng đắc, và những pháp cần tu tập trau dồi thì ngài đã tu tập trau dồi. Đó mới được gọi là một bậc chánh đẳng chánh giác trong cuộc đời này. Cho nên cái bài học hôm nay đó, thì từ cái ý nghĩa mà cái đoạn đầu của cái bài kinh này đó, thì chúng ta nói đến cái việc mà cái thế giới này dù người ta có cảm nhận, người ta có thấy, người ta có suy diễn như thế nào, thì cái sự suy diễn đó là suy diễn của người phàm phu, và suy diễn thông qua một cái gì đó. Còn đối với Đức Phật thì ngài thấy rõ bằng cái trí tuệ mà chúng tôi nêu bằng cái thập lực trí, tức là cái trí tuệ mà Đức Phật ngài biết được cùng một bậc chánh đẳng chánh giác.
Ngài biết rõ như vậy. Và Ngài có một cái hồng danh là Lokavidu, tức là thế gian giải. Bất cứ cái gì mà diễn biến trên cái thế giới này, Ngài có thể giải đáp được hết những cái điều đó, những cái điều. Bởi vậy cho nên mình có thể nói Đức Phật là một đấng toàn tri, chứ không phải như các tôn giáo khác nói ai đó là một đấng toàn năng. Toàn tri tức là Ngài biết được cái sự sinh hữu của chúng sanh, sự hiện khởi của chúng sanh, nghiệp của chúng sanh như thế nào, và pháp nào thoát ly những phiền não, pháp nào giải thoát, pháp nào đưa đến an lạc. Ngài biết rõ và Ngài chỉ dạy cho chúng sanh trong thế giới này được là như vậy. Bây giờ thì chúng tôi xin dứt lời ở đây. Trước khi dứt lời thì chúng con kính chúc chư tôn đức luôn luôn được sự an lạc. Chúng tôi xin kính chúc quý cô tu nữ, quý Phật tử luôn luôn được sự an vui tiến hóa. Bây giờ thì xin dứt lời ở đây. Con xin thỉnh thượng tọa giác đặng trở lại. Nam mô Bụt Tha Gia. Sa thú kính kính thưa tòa Phật. Tiếp theo thì mở đầu trong buổi thảo luận ngày hôm nay, kính thỉnh thưa tòa Phật rằng, không biết thưa tòa Phật có nghe được không? Nếu thưa tòa Phật nghe được, xin thưa tòa Phật hoan nghị chia sẻ suy nghĩ trong cuộc thảo luận số 1. Dạ vâng. Thưa tòa Phật, trong bài học ngày hôm nay đó, chúng ta thấy rằng Đức Phật Ngài khẳng định rõ là những gì mà Ngài biết rõ mà Ngài nói rằng Ngài không biết, hoặc giả là Ngài vừa biết vừa không biết, thì điều đó là nó sẽ là một điều không đúng, một điều sai đối với một vị chánh năng chánh giác. Do vậy ở trong đời sống của chúng ta thì có khi những thứ mà chúng ta biết nhiều thì chúng ta cũng nói biết sơ sơ, hay là chúng ta cũng nói ồ mình không rành lắm, vân vân. Nhưng mà đối với Đức Phật thì hãy điều nào Ngài biết thì Ngài nói biết, biết rõ thì Ngài nói biết rõ. Và Ngài, khi mà Ngài nói rằng tất cả thế giới này, cái gì mà chư thiên nhân loại, chư thiên ma vương, phạm thiên, sa môn mà là môn biết, thì tất cả Ngài đều biết. Thì điều đó nó có ý nghĩa gì với chúng ta? Tại sao một vị chánh đẳng giới giác không thể khiêm tốn? Tại sao vị chánh đẳng giới giác không thể phủ nhận rằng mình không biết trong khi mình biết? Cái tình từ đó học tập, từ đó học tập. Dạ, Nam mô Bụt Tha Gia, Nam mô Tham Ma Gia, Nam mô Sang Kha Gia. Dạ, con Pháp Đăng kính lễ Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng. Kính lễ Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Pháp Tân, Thượng Tọa Minh Hạnh, Đức Pháp Tính, Đức Tôn Thông cùng với Chư Tôn Đức Tăng. Kính chào quý bà, quý cô, thượng nữ, thượng cha, Pháp Tướng. Trong cái câu hỏi của Thượng Tọa đó thì trong cái câu hỏi thần tọa tại sao Đức Phật ngài tuyên bố như vậy, thì chúng ta thấy rằng ngài tuyên bố như vậy để cho nếu mà một cái người mà có cái sự suy nghĩ đó, thì thấy rằng Đức Phật ngài tuyên bố vậy là tất cả những bà sa môn, bà la môn, những người nào họ có khả năng nào đó thì họ sẽ đến để tìm Đức Phật, để Đức Phật chứng minh những cái chuyện đó. Bởi chúng ta thấy trong cuộc đời này có nhiều cái căn cơ trình độ chúng sanh, mình nói như là những cái loài người của mình và những người chư thiên phạm thiên, thì cái biết của họ đó nó gần như, ví dụ chúng ta thấy chư thiên phạm thiên là biết vượt xa con người của chúng ta, và cái người ngu đó thì họ không có thể nào qua cái người trí được. Và Đức Phật ngài tuyên bố như vậy đó, để mình thấy rằng ngài là một cái vị đạo sư. Tại bình thường một cái người có cái trí tuệ nhất thiết trí đó thì mới tuyên bố như vậy, còn cái kẻ phạm phu mình còn cái tâm thiện, cái tâm bất thiện đó thì mình sẽ không dám nói như vậy. Bởi bình thường chúng ta thấy cái kẻ phạm phu mà chư thiên phạm thiên, những cái vị mà chưa đắc đạo quả thánh nhân, chưa sát trừ phiền não đó, thì họ không dám tuyên bố như vậy, vì cái tâm của họ còn tâm bất thiện. Và cái tâm bất thiện đó thì nó vẫn còn tham sân si. Còn Đức Phật á, là ngài tuyên bố như vậy á, ngài không có khiêm nhường,
thì Ngài tuyên bố như vậy để cho tất cả chúng sanh biết được Ngài đã tu tập trong vô lượng kiếp, mà hay là mình nói 20 tăng kiền 100 ngàn để kiếp để mình thành vị Phật chánh đẳng chánh giác. Và khi Ngài tuyên bố như vậy đó, giống như là tiếng rống của sư tử vậy. Vậy chúng ta thấy trong các loài thú, tiếng rống sư tử là cái tiếng rống mà làm cho những loài thú khác kinh hãi. Thì Đức Phật Ngài rống như vậy đó, thì các ngoại đạo họ cũng sợ hãi như vậy. Bởi vì Ngài tuyên bố như vậy đó. Nên những cái người luật sư ngoại đạo, có những người đệ tử đó, thì những người đệ tử của luật sư ngoại đạo đó, họ được học với luật sư ngoại đạo, nhưng mà khi họ gặp Đức Phật đó, thì họ thấy, họ nghe được cái Phật thuyết pháp giảng đạo đó, thì họ thấy luật sư ngoại đạo chỉ là những cái bình trống rỗng không có cái gì, những cái tôn giáo đương thời đó là trống rỗng không có cái chân lý gì hết. Vì vậy thì chúng ta thấy Đức Phật Ngài tuyên bố như vậy đó, bởi vì thường thường chúng ta thấy có những chúng sanh có thần thông hay những vị chư thiên phạm thiên, nhưng mà Đức Phật đó, Ngài thù thắng hơn tất cả. Thì thù thắng như vậy đó, chúng ta sẽ thấy họ bị giết liền, chứ không phải là họ sẽ bị người ta thử hoặc người ta giết. Thường thường chúng tôi cái thuở mà ở quý vị biết ông, người ta nói ông Đạo Nằm ở thành Hoa Tự đó, ông tuyên bố thì có nhiều người họ đem súng vô bắn ông chết. Thì chúng tôi muốn nói như vậy để quý vị thấy rằng Đức Phật thì tuyên bố như vậy nhưng không có ai mà hại được Đức Phật hết. Đức Phật là vị chánh đẳng giác, không có ai có thể giết được Ngài. Nhưng mà chúng ta thấy những vị giáo chủ khác thì không có, bị bắt bớ, bị đóng đinh, rồi bị cưa, bị chặt, bị giết hại này kia nọ. Còn Đức Phật không bao giờ bị. Bởi vì Ngài là một vị chánh đẳng chánh giác, Ngài có nhất thiết trí và Ngài có tất cả những cái minh và hạnh, mà Ngài không có kém khuyết một cái điều nào hết, và không có một cái phiền não, tội lỗi nào mà Ngài chưa có đoạn trừ. Ngài đoạn trừ tất cả. Và tất cả những cái thắng trí, thiền định, thần thông, thắng trí trong các cái loại trí đó, như chúng ta thấy 73 loại trí trong bộ Bhaktisamvida đó, Ngài dạy từng tự những cái loại trí từ thấp đến cao. Và vì Ngài chứng ngộ nên Ngài mới nói được như vậy. Nếu mà Ngài không có chứng ngộ thì Ngài không nói được như vậy quý vị. Nên chúng ta thấy cho đến bây giờ đó, các nhà khoa học đó, các nhà học giả đó, họ nghiên cứu vào cái giáo lý của Đức Phật, họ đều thắng phục Đức Phật. Họ cho rằng dù là họ không có gặp Đức Phật, không biết, nhưng mà họ nói rằng có Đức Phật thật sự. Vì cái giáo trình, cái giáo lý mà Đức Phật Ngài thuyết giảng, cái cách trình bày của Ngài đó, nó là một cái cách thức giống như một cái xã hội, giống như là một cái cách thức để làm thành những cái cổ thành, hoặc là làm những cái cổ xe, hoặc là làm những cái xây dựng những cái này cái nọ, thì nó cũng có từng tự thứ lớp. Thì giáo pháp của Đức Phật nó cũng có từng tự thứ lớp, từ thấp đến cao. Như vậy thì chúng ta thấy rằng Đức Phật Ngài tuyên bố như vậy đó, để chúng ta thấy Đức Phật Ngài tuyên bố về những thiết trí của Ngài, hay là Ngài biết tất cả và Ngài không khiêm nhường đó, để chúng ta biết những cái người nào mà muốn gặp được Đức Phật, hay là muốn gặp Đức Phật để theo Đức Phật đó. Chúng ta thấy có nhiều người trong cái thời kỳ Đức Phật họ không có gặp được Đức Phật, nhưng mà họ nghe những cái lời tuyên bố của Đức Phật, và những lời tuyên bố đó đã chinh phục được những vị đế vương, những vị Sa môn, Bà la môn, quy hướng. Nên những người đó họ tuy rằng họ chưa biết Đức Phật, nhưng họ cũng nghe cái tiếng đồn về Đức Phật là như vậy. Nên chúng ta thấy trong nhiều cái bài kinh đó, nhất là Trung Bộ Kinh hay Trường Bộ Kinh đó, nói về những tiếng đồn. Tuy rằng có nhiều khi họ chưa gặp Đức Phật, nhưng mà những cái tiếng đồn nó đã lan đến tai của họ. Có nghĩa là trong dân chúng đó, họ nói chuyện với nhau. Họ nói chuyện với nhau là chúng ta thấy rằng những cái người mà họ được nghe Phật pháp, họ chứng ngộ thánh nhân, họ được lòng tin tịnh tín, họ tán thán Đức Phật. Nên quý vị thấy những người Bà la môn, như là nữ Bà la môn mà trong cái dòng Phật đó là chá đó, là tuy rằng vợ của Bà la môn nhưng mà lúc nào cũng niệm về ơn Đức Phật hết. Bà la môn rất là tức giận, làm đủ cách, nhưng mà cuối cùng vô gặp Đức Phật là những vị Bà la môn này xuất gia hết. Thì chúng ta thấy Đức Phật là một cái vị Ngài tuyên bố, và những cái người cư sĩ họ cũng ở trên đời đó, họ cũng nói nếu mà ông không tin thì ông cứ tới ông thử đi. Nếu ông tin ông cứ tới thử, bậc đạo sư tuyên bố là như vậy thì ông tin ông thử đi. Nên quý vị biết rằng Đức Phật Ngài tuyên bố Ngài là chánh đẳng giác, chánh giác như vậy đó, Ngài biết tất cả như vậy đó. Ngài nói như vậy để cho mọi người khẳng định rằng Ngài là một vị Phật tổ, rõ ràng là Phật tổ, chứ không phải là một vị luật sư ngoại đạo đương thời.
về nói về năm cái loại ngoại ngoại năm bị năm cái loại giáo chủ đó, thì Đức Phật ngày nói là ngày nói về những cái loại giáo chủ, ngày biết được những giáo chủ đó thành tựu cái phần tri kiến hay giới hạnh hay thành tựu được phần nào đó, Đức Phật đã biết được phần nọ không không có, phần nọ có Đức Phật biết hết. Còn Đức Phật đã thành tựu viên mãn hết tất cả, nên ngài là một trong những vị giáo chủ tối thượng trong cuộc đời này, ngài nói như vậy. Thì chúng ta thấy nếu mà ở trong quá khứ cũng vậy, mà trong hiện tại cũng vậy, trong tương lai cũng vậy, chư Phật á, mà ngài thành tựu Phật quả, ngài tuyên bố như vậy, ngài tuyên bố cái lời tuyên bố của ngài á, giống như là một cái tiếng rống của loài sư tử mà các cái loài thú đều phải khiếp sợ. Những cái người ngoại đạo có những cái tri kiến lầm lạc của họ đều khiếp sợ hết. Thì Đức Phật này ngài cũng là bậc đạo sư như vậy. Nên khi mà ngài, thay vì mình nói là một cái người mà họ không biết á, hoặc là họ biết không hết á, thì họ họ sợ nên họ có thể lưỡng lự. Còn Đức Phật vì ngài tuyên bố như vậy á, vì cái nhất thiết trí của ngài, hay là vô chướng ngại trí, hay là quyền liệt tăng trí, ý cứ tìm biên trí, hoặc là song thông trí, nhất thiết chuẩn trí của ngài, ngài tuyên bố như vậy. Nên các ngài không sợ rằng ai có thể lật đổ cái đó lại, ngài không sợ. Bởi vì ngài có bốn cái vô sở quý là gì? Ngài tuyên bố cái gì trở ngại là trở ngại. Ngài tuyên bố những bất thiện pháp, ngài đã đoạn trừ, thực sự ngài đã đoạn trừ. Ngài tuyên bố ngài đã thành tựu tất cả các thiện pháp, ngài đã thành tựu. Và ngài thuyết giảng với mục đích là chấm dứt cái sự đau khổ. Ngài không sợ ai nói ngài thuyết giảng không có chấm dứt sự đau khổ. Thực sự là như vậy. Như vậy thì chúng ta thấy Đức Phật các ngài đã tuyên bố và bốn cái vô sở quý và 10 cái như lai lịch của Đức Phật các. Mà chúng ta thấy, chúng ta đọc vào đó chúng ta thấy ngài tuyên bố cái điều này không có đệ tử của Đức Phật ngài không có thể nói được, và Đức Phật ngài tuyên bố là như vậy. Ngài tuyên bố là ngài rống lên tiếng rống con sư tử là như vậy. Nên chúng ta thấy bởi vì cái người mà họ còn bất thiện pháp đó, cái nghĩa họ còn tâm bất thiện thì họ luôn luôn cái tâm bất thiện làm cho họ rụt rè e sợ, cũng như là si vô tàm vô úy phóng dật vậy đó. Còn Đức Phật ngài đã thành Phật rồi, ngài đã hết những cái phiền não đó rồi, nên ngài là một cái vị thật sự là toàn giác. Ngài có cái trí tuệ hiểu thấu, biết rõ cái đường đi nước bước trong tam giới này, biết rõ cái sự hình thành của các cái cảnh giới, biết rõ cái sự sai biệt của các cảnh giới, và biết được cái khuynh hướng căn cơ trình độ của các cái cảnh giới, và biết được các cái cảnh giới ưa thích cái gì và phải tái sanh vào cái cảnh giới đó. Đức Phật ngài biết như vậy. Nên chính vì như vậy á, ngài đã biết rồi thì ngài tuyên bố như vậy. Nếu mà ai cần thắc mắc, ai cần cái gì đó thì cứ gặp Đức Phật. Nên quý vị thấy rằng có nhiều người họ hỏi Đức Phật về cái pháp bất thiện, Đức Phật ngài cũng nói không phải là ngài biết pháp thiện không, mà ngài biết tất cả pháp bất thiện nữa. Nên quý vị thấy trong kinh Pháp Cú có nhiều vị Bà La Môn tới hỏi ngài những cái pháp bất thiện đó. Ngài nói như là đi rong chơi đêm, hoặc là gian dối vợ người, bài bạc nữa đó, là đó là nguyên nhân đi đến bại vong. Thì Đức Phật ngài đã chỉ ra như vậy, nếu mà ai được hành như vậy thì sẽ đi đến bại vong. Thì Đức Phật ngài là một vị chánh đẳng chánh giác, nên ngài tuyên bố vấn đề này đó để cho mọi người cần học đó, họ tới họ học nơi Đức Phật. Họ cần tu đó, họ đến họ tu nơi Đức Phật. Nên quý vị thấy một cái thời gian không lâu mà Đức Phật ngài đã chuyển pháp luân độ cho tất cả những cái người hữu duyên, tất cả người hữu duyên. Nên chúng ta thấy vua Bút Cú Sa Tý đó không có gặp Đức Phật, không có gặp Đức Phật, nhưng mà nghe cái tiếng thôi, nghe cái tiếng đồn thôi, nghe những cái tiếng đồn thôi mà đã từ bỏ cái đế vương đi xuất gia đi tìm Đức Phật. Chúng ta thấy những chuyện mà chúng ta thấy rất là nhiều những cái vị vua chúa mà họ đi tìm Đức Phật, họ không biết Đức Phật mà họ đi tìm Đức Phật. Thì ở trong cái câu hỏi Thượng Tọa nói về tại sao ngài lại tuyên bố như vậy, con nghĩ rằng ngài tuyên bố như vậy để cho chư thiên trời người, tất cả chúng sanh có duyên đó nghe được, biết rằng ngài là vị Phật tổ rõ ràng, chứ không phải là ngài không có giác ngộ. Ngài đã giác ngộ, ngài đã chứng ngộ, ngài đã thấy cái sự tối thượng như vậy. Thì con xin gửi mic lại cho Thượng Tọa Giác Đặng, nếu có gì thỉnh Thượng Tọa nói thêm. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Tịch Quyền cũng mới vừa vào trong lớp học. Sa thủ kính trân Thượng Tọa Pháp Đăng. Hôm nay rất là hoan hỷ là ngoài Thượng Tọa Tịch Siêu thì tất cả chư Tụng Đức đều có mặt ở trong group. Xin kính chào Thượng Tọa Tịch Quyền, Đại Đức Nguyên Thông. Không biết Thượng Tọa Tịch Quyền có mặt ở trước máy, và Thượng Tọa Tịch Quyền có thể cho
Kính thưa Thượng tọa Tùy Quyền Quan Hỷ cho đáp án câu trắc nghiệm số 1, thưa quý vị. Xin lỗi quý vị sửa lời cho cái câu trắc nghiệm số 1 với số 2. Chúng tôi biết sai, thưa quý vị. Câu trắc nghiệm số 1. Câu nào sau đây không phải là Phật ngôn tìm thấy trong kinh điển mà do người đời sau thêm thắt? Chúng ta đọc cho kỹ bốn câu này, và nếu bốn câu này quý Phật tử thấy câu nào mà không phải là Phật ngôn thì quý vị có thể chọn câu đó. A. Những gì mà Như Lai biết như lá cây trong rừng, và những gì mà Như Lai giảng dạy như số lá cây trong tay, vì Phật chỉ dạy những điều liên hệ đến giải thoát. Đó là câu số 1. Câu A. Câu B là: trong một chén nước lã có 84.000 chúng sinh. Câu C là: từ đêm Như Lai được chánh đẳng giác cho đến đêm Như Lai niết bàn, trong thời gian ấy điều gì Như Lai nói lên, Như Lai nói lên tuyên bố tất cả là như vậy, không có khác được. D. Giáo pháp dành cho người có trí chứ không phải dành cho người vô trí. Và xin mời quý Phật tử trả lời và kính thỉnh Thượng tọa Tùy Quyền Hoan Hỷ cho các bạn. Nam mô Bụt Tha Ya, Nam mô Tham Ma Ya, Nam mô Sang Khai Ya. Giờ tôi để chúng nghe rõ không? Giờ quý vị có nghe rõ không? Giờ cảm ơn quý vị. Có cái lễ đến Đức Phật, đến giáo pháp và đến chúng ta, có cái lễ đến Thượng tọa Giác Đắng, Thượng tọa Pháp Tăng, Thượng tọa Pháp Đăng, Thượng tọa Minh Hạnh, để được Phật tính, để được Nguyên Thông cùng chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện. Xin chào đến quý Phật tử cùng chư Phật tử. Và thưa tất cả chúng ta, có một cái cẩn trọng một chút xíu: khi những câu hỏi như thế này thì chúng ta chịu khó, chúng ta tập trung, chúng ta nhớ. Câu nào sau đây không phải là Phật ngôn tìm thấy trong kinh điển mà do người sau tìm thắt? A. Những gì Như Lai biết như lá cây trong rừng, những gì Như Lai giảng dạy như số lá cây trong tay, vì Phật chỉ dạy những điều liên hệ tới giải thoát. Kính thưa quý vị, cái câu hỏi rằng câu nào sau đây không phải là Phật ngôn được tìm thấy trong kinh điển mà do đời người sau tìm thấy, thì câu A là có trong kinh, không phải là người đời tìm thấy. Hôm Đức Phật đến một khu rừng này, cầm nắm lá lên thì hỏi nắm lá và những cái lá cây trong rừng cái nào nó nhiều hơn, và Thế Tôn chắc chắn rằng nắm lá trong tay của Thế Tôn làm sao còn bằng nắm lá, và những cái lá cây trong rừng cũng vậy, những điều mà Như Lai hiểu biết như đây như lá cây trong rừng, còn những gì mà Như Lai giảng dạy để các ngươi tu tập đi đưa đến giải thoát thì như là lá trong tay, như là nó chỉ hết tất cả, một bàn tay đã nắm và đã buông ra tất cả cho các ngươi. Thì câu A này nó đúng với cái lời Phật không? Ta nhớ như vậy. B. Một trong trong một chén nước lã có 84.000 chúng sinh. Quả thật thì ở đây thì có thể nói rằng là chúng tôi chưa có được thọ trì cái câu B này. Chúng ta nhớ, chúng tôi chưa được thọ trì câu B này. Trong một chén nước lã có 84.000 chúng sinh, thì câu này chúng tôi chưa, thì chúng ta tiếp đặt câu này chúng tôi chưa học Phật, nhưng cũng chưa thấy ở trong Phật ngôn. Câu C. Từ đêm thành đạo, từ đêm Như Lai thành chánh giác đến Như Lai niết bàn, trong thời gian ấy điều gì mà Như Lai nói, nói lên tuyên bố tất cả là như vậy, không khác được. Đây là câu nói mà Đức Phật đã nói, thí dụ như là Ngài nói những cái gì ra thì sơ thiện, trung thiện và hậu thiện, đoạn đầu, đoạn giữa, đoạn cuối, xưa có ba thời, nó không có đổi khác. Thì câu này kính thưa quý vị, chúng ta có thể chấp nhận được. Câu này chúng ta có thể chấp nhận được. Câu này nó có liên quan.
Bởi vì không phải lúc mà Đức Phật Ngài nói ở đoạn đầu Ngài nói gì, cái đoạn sau Ngài nói khác. Nay Ngài bản cái hành luật này, mốt Ngài bỏ cái luật kia thì không có. Và câu đây giáo pháp dành cho người có trí chứ không phải là người vô trí. Nói như vậy thì ở trong Phật ngôn á, kính thưa quý vị, nó có từng cấp độ trong cái sự tu tập của một người tinh tấn, của một người có cái trí tuệ, của một người có cái thiên hướng, niềm tin vân vân. Thì tất cả là cái sự chứng đắc, thường chúng ta nói là di tuệ thiện nghiệp, lấy cái sự nghiệp, lấy cái trí tuệ làm sự nghiệp, chúng ta cho là nó là có trí. Nhưng Đức Phật Ngài, kính thú vị, những người có một số người mà nó phải được thuận dòng và được thuận duyên theo cái khả năng của người đó. Giáo pháp thì được người trí phải hiểu biết chứ không phải là được người vô trí. Quả thật như vậy, người, đây là những lời dạy của Đức Phật Ngài có, Ngài đã có nói cái này, giáo pháp của Ngài dành cho những người thực hành có trí tuệ chứ không những người, người ngu, những người ác giới thì sẽ không thực hiện được. Những người mà ác đạo, những người ác thuyết thì sẽ không có mặt được. Thì cũng vậy, đây chính là lời dạy trong ở trong kinh điển. Còn cái câu nào sau đây không phải là Phật ngôn được tìm thấy do người sau kinh tắc, thì một trong bốn câu: A, chúng ta chấp nhận; C, chúng ta chấp nhận; D, chúng ta chấp nhận có liên quan đến Phật pháp. Chỉ còn câu B là chúng tôi chưa đọc, chưa thấy. Thì như vậy chúng tôi sẽ chọn đáp án chính là câu B, là câu không được tìm thấy trong Phật ngôn mà do người sau thêm thắt. Bây giờ chúng tôi kiểm tra. Đức Khá là D, Minh Thiện là D, Huệ Ngọc là D, Trần Đạo là D, Từ Bi là D, Châu Phan là B, Bộ Phật Quang Nguyệt là B, Diệu Giác là D, Đại Đức Nguyên Thông là B. Dạ, Bạch Thượng Tọa, con đáp án là B. Nếu có điều gì mà cần bổ túc hay xác định trong câu hỏi này, con kính cung thỉnh Thượng Tọa Quan Hỷ Ngài bổ túc. Dạ, con kính thỉnh Ngài. Nam mô Bổn Thầy. Sa thủ kính trừng thưa tôi tuyên quý. Dạ vâng, đáp án là câu B. Thưa quý vị, cô nói mà trong một chán đức lại có 84.000 chúng sinh là một câu mà chúng tôi nhớ hồi còn nhỏ đi học ở Văn Hạnh, nghe cũng có nhiều vị rất là tự hào. Và tự hào đó là đạo Phật mà rất là khoa học, tại vì ngày xưa Đức Phật nói một chán đức lại có 84.000 chúng sinh, bây giờ thì mới khám phá ra ở trong một chán đức lại có rất nhiều vi trùng. Thì mình nghe thật sự nghe cũng hay lắm, nghe tới Phật giáo diện chức khoa học, nhưng mà thật ra câu đó không có. Có nhiều câu á thưa quý vị, mình nghe người ta nói nghe rất là nhiều, nhưng mà kỳ thật á là không có trong kinh điển. Bởi vì chúng ta hay có cái chuyện mà vẽ đắng thêm dân. Ngày hôm nay chúng tôi có đọc được một bản báo cáo ở trên thế giới đó, là người Việt Nam của chúng ta là một dân tộc được xem như là đứng trong nhóm hàng đầu thế giới về cái tính là thiếu trung thực. Tức là cái khả năng để đến gần sự thật, chấp nhận sự thật nó ít lắm. Chúng tôi không ngạc nhiên về điểm đó, tại vì mỗi lần mà có tranh chấp hay là tranh luận với nhau đó, người ta thường dựng đứng, người ta thường bịa chuyện, có những cái chuyện mà nó rất là hoang đường, nhưng mà người ta vẫn, nhưng mà người Việt Nam mình hình như là bị cái bệnh đó. Mình nói về những chuyện không thật, có những cái mà mình nên cẩn thận để dành. Bây giờ thì thưa quý Phật tử, chúng ta bước qua một câu thảo luận số 2. Và câu này kính thỉnh đại đức Phật tử, với đại đức Phật tử là đại đức Phật tử có thể dạ, đại đức Phật tử công trong câu thảo luận số 2 đó. Cái đúng không, cái câu trong bài kinh ngày hôm nay là Như Lai là thấy những gì cần thấy,
nhưng không tưởng tượng điều đã được thấy, không có tưởng tượng những gì không được thấy, không có tưởng tượng những gì cần phải thấy, không có tưởng tượng đối với người thấy. Thì chữ tưởng tượng ở trong câu đó có ý nghĩa như thế nào? Xin kính thỉnh Đại Đức Phật Thích. Nam mô Tà Giá. Con xin thành kính đảnh lễ đến Thượng Tọa Nhất Đẳng, Thượng Tọa Tùy Quyền, Thượng Tọa Pháp Đăng, Thượng Tọa Pháp Tăng, Thượng Tọa Minh Hành cùng Chư Tôn Đức Tăng. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Cảm ơn quý vị đã cho chúng tôi biết được tín hiệu là rõ. Trước tiên thì con xin sám hối với Chư Tăng vì con đang đi ở bên ngoài. Thành ra con không biết là còn vị nào ở trong trung mà con không có thấy, không có đảnh lễ và chào hỏi. Xin các ngài thông cảm vì con đang đi ở bên ngoài. Và xin các vị tu nữ và các vị thiện nam thiện nữ thông cảm cho chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã cho chúng tôi biết được tín hiệu là rõ. Và ở trong cái câu thảo luận mà Thượng Tọa Giác Đẳng vừa nêu ra, hỏi về cái chữ tưởng tượng ở trong Như Lai là vị đã thấy những gì cần thấy, nhưng không có trường hợp không có tưởng tượng điều đã được thấy, không có tưởng tượng những cái gì không được thấy, không có tưởng tượng những gì cần phải thấy, không có tưởng tượng đối với người thấy có ý nghĩa thế nào. Thì kính thưa quý vị, ở trong cái trường hợp này đó, thì theo chúng tôi nghĩ rằng là đối với Đức Phật là ngài những cái gì ở trên thế gian này đã được Như Lai giác ngộ. Chúng tôi nhớ rằng cái câu Phật ngôn mà Đức Phật dạy cho các vị tỳ kheo nghe ở trong khu rừng, những cái gì mà Như Lai biết nhiều như cái số lá ở trong rừng, còn những gì mà Như Lai đã dạy cho các tỳ kheo thì nó như cái số lá ở trong bàn tay. Thì cái điều này nó cũng có cái liên quan với cái câu thảo luận này quý vị. Có nghĩa là đối với Đức Phật đó, cái sự biết của ngài, cái sự hiểu rõ của ngài, ngài sẽ phân tích ra được từng châu thiên hạ, hoặc là từng cõi mà ngài phân tích được là do cái trí của ngài, ngài thấy sự thật nó là như vậy. Còn đối với những cái giáo chủ mà người ta cũng xưng người ta là Như Lai, nhưng mà những người đó thì thật sự ra đó là họ không có thấy, họ không có thấy. Đừng có nói mà thấy bằng trí tuệ. Nhiều khi quý vị thấy rằng đối với ngoại đạo, những giáo chủ ngoại đạo trong thời ấy xưng danh rất là nhiều, nhưng mà một chút thần thông cũng không có, một chút thần thông cũng không có. Cũng như cái trường hợp mà quý vị thấy rằng ông trưởng giả đó, ổng đi tắm ở dưới bờ sông, rồi có một cái khúc gỗ quý vớt được, rồi xong rồi ông đem lên, ông kêu thợ làm một cái bát bằng gỗ, bằng gỗ quý, rồi ông treo lên trên một cái ngọn cây cao, một cây cột cao, và ông có cái sự mà cũng như là đố các vị sa môn, bà la môn nào mà xưng là mình có thần thông mà lấy được cái bát. Thì quý vị thấy rằng đối với trong cái thời đó, những cái nhóm ngoại đạo này bàn tính với nhau, không có thần thông để mà lấy, nhưng mà đi đến nói với ông trưởng giả đó bằng cái mồm mép, thôi một chút đó thì chúng tôi không có giận thần thông để mà lên lấy cái bát đâu, thành ra ông đừng có làm như vậy. Rồi ông trưởng lão này, trưởng giả này cũng không chịu. Rồi thầy trò của ngoại đạo bàn với nhau, thầy lỡ để mà thầy dùng thần thông thầy bay lên, các con là phải khuyên thầy, lúc đó các con sẽ ôm thầy, nắm tay nắm chân,
à, kéo thầy xuống nói thầy đừng có gì một chút à, danh lợi mà phải dùng à, thần thông to lớn của mình đó. Thì ở đây chúng tôi mượn cái câu chuyện này chúng tôi nói rằng là đối với một số giáo chủ ngoại đạo à, họ không có thực chứng, đối với những cái thần thông à, nhỏ nhọn như vậy à, nhỏ mọn như vậy mà họ còn không biết à, không đắc được nữa thì làm sao mà thấy được à, những gì à, mà mình à, cần thấy à, hoặc là có cái sự mà như thật à, tuệ tri à, mà biết được à, những cái điều này. Còn đối với Đức Thế Tôn của chúng ta đó, thì quý vị thấy rằng là Ngài có thể lên cõi Ngài thuyết pháp à, hoặc là có thể là Ngài xuống cõi rồng để mà Ngài thuyết pháp à, hoặc là Ngài qua những cái đảo sư tử để mà Ngài thuyết pháp, mà chẳng những là những cái điều đó mà đối với danh pháp và sắc pháp Ngài phân tích chia sẻ từ ly từ tí, đối với cái cơ thể danh pháp và sắc pháp à, Ngài sẽ phân tích ra à, từng phần. Thí dụ như chúng ta học ở trong A Tỳ Đàm à, Ngài phân tích à, cái tâm này à, là do bao nhiêu cái sở hữu phối hợp ở trong đó, Ngài chia chẻ ra hoặc là thân và tâm Ngài có khi Ngài chia chẻ thành ngũ uẩn, có khi à, chia chẻ à, về lục căn, có khi chia chẻ về thập nhị xứ, có khi chánh đẳng chánh giác. Quý vị thấy rằng Ngài có ba thời kỳ chánh niệm à, cái thời kỳ thì nhập thai Ngài cũng chánh niệm, có cái sự chánh niệm ở trong thai, rồi khi mà xuất thai Ngài cũng có chánh niệm ở trong cái à, sự mà xuất khỏi cái bào thai. Thành ra quý vị thấy rằng những cái yếu tố này là quý vị thấy là do mà Đức Phật Ngài biết rõ à, như vậy chứ không phải là tưởng tượng. Thành ra ở trong cái đoạn kinh này đó, chúng tôi nghĩ rằng là cái chữ tưởng tượng ở đây á là chỉ có những cái giáo chủ à, những cái giáo chủ ngoại đạo người ta không có thực chứng, thành ra nhiều khi người ta tưởng tượng ra là như vậy. Thật sự ở trong thời nay cũng vậy quý vị, có những pháp môn của những người người ta tu, người ta tưởng tượng ra đủ thứ điều. Chúng tôi nhắc tới những điều này chúng tôi nhớ rất là rõ, ngày xưa cách đây mấy năm, 6-7 năm, chúng tôi nghe có những người người ta trình pháp, người ta tu đầy một hơi thở, mà khi mà lên trình pháp á, thì à, người ta nói là hào quang ánh sáng nó xuất hiện giữa hai cái chặng mày. Thì à, các vị thiền sư thì nghe những người này trình pháp là biết rồi thôi à, biết người này là coi như là đọc ở trong cái kinh nào rồi à, có những cái bài kinh nói Đức Phật à, phóng quang giữa hai chặng mày à, giữa hai cái chặng mày à, từ ngay chỗ đó mà để mà phóng hào quang ra để mà soi thấu à, những cái cõi địa ngục à, hoặc là những cái cõi trời vân vân. Thì à, những người đó thì do người ta học à, ở trong những cái bài kinh đó rồi người ta tưởng tượng ra. Chứ thường thường á khi mà chúng ta tu tập đó, à, chúng ta tu tập à, ở cái đề mục nào à, thì nó sẽ phát sanh à, cái ấn chứng ngay chỗ đó. Không thể nào mà chúng ta theo dõi hơi thở mà nó phát sanh ấn chứng ở trên trán à, không thể nào mà chúng ta tu tập mà cái hơi thở như vậy mà tự nhiên nó phát sanh ở đâu, ở trên đỉnh đầu à, hoặc là ở ngay trán hết á. Cũng giống như là mình không thể nào mà mình làm cái công việc đó mà nó thành tựu ở đằng đâu thì cái chuyện đó thì à, có vấn đề à, cái chuyện đó là có vấn đề. Thành ra đó ở trong cái câu hỏi này đó, câu thảo luận này đó, thì theo chúng tôi nghĩ rằng là cái chữ tưởng tượng là có những người là do người ta mường tượng, người ta hình dung ra cái điều đó. Còn đối với Đức Phật đó thì Ngài không có tưởng tượng, Ngài không có mường tượng những cái hình ảnh đó hoặc là những cái điều đó. Ngài giống như là
một cái vị lương y, ngài biết rõ. Không phải là trung tâm vũ trụ mà còn có nhiều thế giới, nhiều mặt trăng, nhiều mặt trời, nhiều thái dương hệ. C là phương hướng đông nam tây bắc, trên dưới là chế định hay là thi thiết, không có giá trị tuyệt đối. Và tức là chúng ta nói đây là hướng đông, đây hướng tây, hướng nam, hướng bắc, nhưng mà ở trên thực tế thì những cái đó nó mang tới cách là quy ước thôi, nó một cái phương diện nào thôi. Ở ngoài thái không thì thật sự không có đông nam tây bắc, không có trên dưới. D là cả ba câu trên đều đúng. Mời quý Phật tử trả lời và kính thỉnh sự đó tân hoặc cho đáp án. Dạ, kính đảnh lễ chư tôn đức, kính chào đại chúng tôn vinh. Dạ, quý vị có nghe rõ không nhỉ? Dạ. Cảm ơn quý vị nhiều. Trắc nghiệm gì cho cái máy này nó kéo lên kéo xuống nó cũng khó khăn đấy, nó chạy. Câu trắc nghiệm số 2 là được dạy bởi chính Đức Phật tìm thấy trong tâm. A. Tất cả các hiện tượng vật chất và phi vật chất đều kết cấu bằng những phân tử. Ở trong đây là mở hoặc là từng sát na. Từng sát na. Thì ở đây chúng ta thấy rằng cái tâm thức của chúng ta đó thì là một cái hình thành của một cái chuỗi tâm đó. Thì quý vị thấy một cái tâm bình thường thì nó cũng đã 17 sát na rồi. 17 sát na thì có những cái sát na thuộc về chủ quan, rồi những cái sát na nó tạo khách quan, rồi có những cái sát na nhận thức để cấu tạo thành nghiệp. Thì chúng ta thấy rằng là trong đó có 7 cái sát na gọi là chavana, trước đó có những cái sát na đó nữa. Thì đơn thuần cũng chỉ là 17 sát na. Nếu mà mình nói là một cái lộ trình tâm bình. Thường tâm của mình nó cũng quý vị còn nghe rõ không vậy? Dạ, quý vị còn nghe rõ không? Cái này quý vị có nghe rồi. Dạ, quý vị có nghe lại chưa? Có nghe lại chưa? Dù là thực tập. Dạ, thì chúng ta thấy là nếu mà nói là cái trọng tâm của chúng ta thì nó cũng đã bình thường, nó cũng là 17 sát na rồi. Khách quan. Từ đó mới tạo thành cái nhận thức của chính mình. Rồi có thể là nó tạo thành cái nghiệp thiện hoặc là nghiệp bất thiện ở trong cái chuỗi tâm thức đó. Rồi riêng về sắc pháp của chúng ta đó, ở đây thì hiện tượng vật chất và phi vật chất. Dạ. Quý vị còn nghe không? Sao người mà dạ bây giờ nghe lại chưa? Dạ còn có
vấn đề nói đến cái hại của mình, xảy ra đó thì còn có những cái sắc phụ thuộc khác nữa, có thể là sắc thần kinh hoặc là sắc giới tính, rồi sắc đặc biệt vân tạo thành, rồi chó tạo gọi là cái gọi là sắc nghiệp. Thì quý vị thấy rằng khi mà mình nói cái thân của mình á, thì nó cũng phải có nhiều cái thành phần rồi, và nó nhiều cái thành phần nó kết hợp lại, mà ở đây đó nó là đơn vị phân tử của sát na. Ở trong Phật pháp á, thì chúng ta được biết cái từ gọi là sát na, sát na cái đơn vị đó, nó rất là ngắn, và nó ngắn lắm, và nó ngắn hơn là cái đơn vị mà chúng ta đo bình thường là sao, là giây. Người ta còn có cái mức độ sao giây nè, thì cái đơn vị đó nó ngắn như vậy, nhưng mà sát na đó thì phải nói rằng nó còn ngắn hơn như vậy nè. Trong kinh có nói rằng tâm nó biến diệt mau lẹ, khó thấy, khó nhận biết, thì đó là một trong những cái sự hiện tượng mà chúng ta thấy. Rồi những cái gì mà ở bên ngoài, từ cây cối hoa lá về sắc đất, thì chúng ta thấy rằng trong những cái sắc đó thì nó có những cái yếu tố, những cái sắc hình thành nên nó cũng không phải đơn thuần mà nó là một hoặc là hai, nó đơn thuần là một đơn thuần gì đó đâu, nhưng mà nó phải có nhiều cái thành tố nó kết hợp lại. Rồi cái câu B ở đây là trái đất với mặt trăng á, trái đất với mặt trăng á, mặt trời không phải là trung tâm của vũ trụ. Điều này đó thì chúng tôi nghĩ rằng ngày nay thì các nhà khoa học họ cũng nhận định điều đó rồi, tức là nó còn có một cái thái dương hệ, rồi cái hệ mặt trăng, mặt trời, rồi bao nhiêu cái hành tinh trong đó, nó rất là nhiều. Cho nên là nói rằng nó là trung tâm thì không phải đâu, nó không phải. Mà ở đây đó, chúng tôi nghĩ là các nhà khoa học họ đã nhận, đặc biệt là những cái nhà mà thám hiểm, các nhà mà phi hành gia, những cái người mà đi lên trên các cái thì ngoài cái quả địa cầu của chúng ta, có những cái nơi mà họ đến đó, thì như vậy thì họ nhận định là không phải. Ngoài cái kính viễn vọng thì người ta còn nhìn ra cái rất là nhiều cái hành tinh, mặt trời, mặt trăng nó cũng chỉ là một cái nằm ở trong một cái thái dương hệ mà. Ở đây chúng tôi thấy là ở trong các nhà khoa học họ nói như vậy. Phương hướng, phương nam, phương đông, tây, nam, bắc, vân vân, trên, dưới là chế định. Chế định đó thì thí dụ như là mình thấy rằng thường thường mình nói là cái chỗ nào đó mặt trời mọc thì là hướng đông, mặt trời lặn là hướng tây. Bên tay trái, nếu mà mình ngó về hướng đông, bên tay trái của mình là hướng bắc, và bên tay phải của mình là hướng nam. Rồi trên cái gì mà phía trên đầu của mình thì gọi là phương trên, từ cái gì ở phương dưới, cái gì ở dưới chân của mình là phương dưới. Thì cái này nó thuộc về chế định. Trong A Tỳ Đàm cũng có nói những điều này, nhưng mà cái đó nó thuộc về cái phương hướng chế định, cái tục đế đó, cái tục đế gọi là phương hướng chế định, tục đế. Những cái pháp này thì người ta được định đặt ra, được định đặt ra. Thì mình ở cái vị trí nào ở tại đó để mà mình nhìn nhận, thì thường thường là mình cứ nghĩ rằng ở chỗ nào mặt trời mọc thì đó là phương đông, nhưng mà cái nào mặt trời lặn là phương tây, cứ căn cứ vào đó, rồi từ đó có sanh ra đông tây nam bắc bốn phương tám hướng, đông đông nam, tây tây nam, rồi tây tây bắc, rồi bắc, rồi đông bắc, vân vân. Mình chia ra những như vậy thì cái đó là thuộc về về chế định. Rồi cả ba câu D á, là không, ở đây là pháp chế định, cho nên là nó không có tuyệt đối. Mình ở vị trí này hoặc là vị trí kia thì nó là khác nhau rồi. Cho nên là bây giờ mình nói rằng cái cảnh giới, ví dụ như mình nói là phương tây, như giống như mình nói cái cõi cõi tây phương,
Sự thật ra Tây Phương, thế giới này nó bao la, nó không có cái chỗ nào là điểm trung tâm hết đó. Thì làm sao mà biết là ở đó phương Tây, à, phương Đông, phương Tây là mình chế định thôi. À, mình chế định ở trong cái quả địa cầu của mình vì mình nghĩ rằng à, hướng mặt trời mọc là phương Đông, mà mặt trời lặn là phương Tây. Thì đó là chế định trong cái quả địa cầu mà mình nhận xét và mình định đặt ra như vậy. À, chứ còn mà mình ra ngoài rồi nó khác rồi. Nó ra ngoài cái vũ trụ, cái quả địa cầu của chúng ta thì khác rồi. Chứ đừng nói là ở phương đó là phương Tây, à, phương đó là phương này. Thì cái chế định nó nằm ở trong cái thế gian này, người ta được định đặt. Và câu D là cả ba câu trên đều đúng. Mà cái câu ở đây là điều nào sau đây được dạy bởi chính Đức Phật trong Tam Tạng Kinh Điển? Thì chúng tôi xin thưa quý vị, chúng tôi chọn cái câu A để làm đáp án ở đây. Vì trong A Tỳ Đàm theo chúng tôi biết thì nó có từng sát na, và mỗi sát na tâm như vậy nó có ba cái sát na tiểu, sinh, trụ và diệt. Và do vậy đó thì mỗi một lộ trình tâm như vậy tối thiểu cũng phải có 17 sát na, bình thường là cũng phải có 17 sát na. Và sắc pháp của chúng ta hình thành, thân của chúng ta, thân tứ đại này, nó cũng hình thành bởi đất, nước, lửa, gió và những cái chất phụ thuộc khác. Thì theo chúng tôi thì chúng tôi chọn cái câu A để làm đáp án, đó là chính lời dạy của Đức Phật. Còn trái đất, mặt trời, mặt trăng này kia thì chúng tôi không có chọn. Con không biết là Thượng Tọa Giác Đẳng có chọn cái câu nào khác không, đúng hơn thì con kính thỉnh Nam Mô Bức Tha Giá. Thưa Tổ Phật, bạch chư tôn đức và thưa quý Phật tử, bây giờ chúng ta bước vào một cuộc thảo luận. Câu này kinh thực truyền thông. Xin thỉnh đức Phật tử trả lời cho câu thứ ba. Ngày hôm nay thưa quý vị, thường chúng ta lấy khoa học làm chuẩn mực để mà giải thích về Phật pháp. Mình nói Phật pháp với khoa học phù hợp với nhau hay là điều này khoa học đã xác nhận là đúng, đôi khi chúng ta khẳng định như là khoa học là cái chuẩn mực. Nhưng mà phải chăng cái kiến thức mà chúng ta được biết từ khoa học nó vẫn thay đổi không được? Thí dụ như là người ta nói là người có mặt ở trên đất này là bao nhiêu triệu năm, 30 triệu năm, 60 triệu năm, v.v. Nhưng mà rồi lâu lâu người ta cũng tìm thấy những cái sọ người lâu hơn và ta nên thay đổi lại. Hay là nhiều quan niệm về vật lý, về khoa học, về tất cả mọi thứ của khoa học đều nó mang tính thay đổi theo thời gian, chứ nó không đứng yên một chỗ. Điều đó có đúng như vậy không? Kính thỉnh Đại Đức Quyên Thông. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, kính thưa Sư Phụ, lời nói đầu tiên là con xin cung kính đảnh lễ Đức Phật, giáo pháp của Ngài và chư Tôn Đức Tăng Ni, Tu Nữ và chư Phật tử kính mến. Một cách nói ngắn gọn thì cái kiến thức của con người, tức là kiến thức của tục đế, là không phải kiến thức chân lý tuyệt đối. Chỉ có kiến thức cái trí tuệ mà siêu thế thì mới là kiến thức tuyệt đối, không thay đổi. Còn cái kiến thức của thế gian này, thế gian này mà khoa học là con người, cho nên là khi mà khoa học con người tuyên bố cái gì là đúng thì họ đứng trong chỗ đó mà thôi. Nhưng mà tại sao vậy? Tại vì họ không có tìm ra hết. Từ xưa đến nay thì đã bao nhiêu lần mà nó cái con người nói ra thay đổi. Thí dụ hồi xưa là những cái người mà cho rằng trái đất là bằng phẳng, rồi mặt trời trên đầu chiếu xuống, thì bây giờ thấy trái đất không phải bằng phẳng nên là tròn. Cho nên cái kiến thức mà cung ứng bởi khoa học hôm nay nó vẫn thay đổi không ngừng. Con còn nhớ về cái phương diện mà những cái giá trị mà nguyên tử đó, thì có những lúc nó thay đổi, mà khi mà mình học rồi mình cũng đã thấy nó có thay đổi. Vì vậy cho nên những cái điều gì mà chúng ta là cho rằng như thế này thế nọ đó, thì đó chỉ là có một cái giá trị tương đối mà thôi. Là vì cái trí tuệ của chúng ta
chưa đạt được một cái trí tuệ bậc thánh. Bởi vì vậy cho nên những điều mà chúng ta nhận xét hay tư duy thì do những cái cảm tính của chúng ta, mà cảm tính của chúng ta thì nó tùy rất nhiều. Thứ nhất là tùy cái tánh tình nóng giận của chúng ta trong thời điểm đó. Thứ hai là tùy cái môi trường mà chúng ta học. Thứ ba là tùy cái sự mà học hỏi của chúng ta từ ở chỗ nào. Cho nên tất cả những cái điều gì mà chúng ta nghĩ ra hay là những gì mà khoa học tìm ra thì vẫn là những cái tương cái chân lý nó tương đối, có nghĩa là nó chỉ đúng cho lúc đó mà thôi, nó không có đúng sao nữa. Thành ra theo con thì con nghĩ rằng cái câu hỏi này nó có cái giá trị. Câu hỏi thảo luận 3 của sư phụ Giảng Đẳng cho ra là có cái giá trị để cho chúng ta tự suy nghĩ về mình, về cái con người. Là vì mình đừng có bao giờ mình cho rằng những cái gì mình nghĩ là đúng. Bởi vì tại sao? Bởi vì những cái suy nghĩ của chúng ta đó là vì chúng ta được giao tiếp, nghĩa là we are exposed to those things. Tức là khi nào mà chúng ta được mà biết được những cái điều đó thì chúng ta thấy được cái điều đó, chúng ta thấy là nó đúng theo chúng ta trong thời điểm đó. Còn người khác thì không thấy, thì họ không thấy đúng như chúng ta. Và cái điều này là cái điều thường, chứ chúng ta không bao giờ mà cho rằng cái điều mà chúng ta nói đó là đúng nhất. Do cái điều những cái chân lý như thế này. Thứ nhất là chúng ta chưa phải là một người giác ngộ như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Thứ hai nữa là cái sự hiểu biết của chúng ta là do cái duyên. Cái duyên là chúng ta được gặp những cái điều đó. Thí dụ như hồi xưa đó con đi học qua tự nhiên có một cái thầy giáo, cái người Đại Hàn. Ông dạy là về một cái người tên là Habermas, đây là cái một người triết gia ở bên Đức. Thì lâu lâu tự nhiên có học cái điều đó. Rồi khi mà nói chuyện đến một con người nào nữa thì ông thầy giáo nói, ông nói cái chuyện này ông cũng biết ông Habermas gì cơ nữa. Thành ra có những cái điều mà mình học là do mà có cơ duyên mình biết về một sự việc nào đó là do mình biết, chứ không phải là từ trong cái trí óc mình ra mà mình biết tất cả những cái điều trên trần gian này. Cho nên cái câu hỏi này nó rất là hay, là phải chăng kiến thức cung ứng bởi khoa học hôm nay vẫn thay đổi không ngừng, ngay cả cái kiến thức mà do các khoa học, mà do một cái body của những người scientist, một cái nhóm người mà khoa học nó gọi là một cái giới khoa học mà họ đang tìm ra, mà vẫn là thay đổi không ngừng. Huống chi cái kiến thức của chúng ta, của mỗi người chúng ta, mà khi chúng ta nói cái điều gì đó mà chúng ta ôm cho rằng cái kiến thức là tuyệt đối đúng, ta là trung tâm của vũ trụ, thì cái đó là một cái kiến thức rất là sai lầm. Và vì vậy con xin chấp nhận cái điều mà sư phụ nói là kiến thức mà cung ứng bởi khoa học hôm nay thì vẫn thay đổi không ngừng. Là tại sao? Là vì nếu mà cái kiến thức khoa học không có thay đổi thì có lẽ là cái thế giới này sẽ đi đến diệt vong, và tất cả là cái sự mà tiến bộ của chúng ta đi dừng lại. Bởi vì cái khi mà con học triết học thì cái sự mà khám phá của triết học và cái khám phá của khoa học luôn luôn nó thay đổi, là bởi vì nó luôn luôn thay đổi, cho nên nó có cái gì mới lạ, cái mới lạ cũng xảy ra ngày hôm nay. Chứ nếu mà kiến thức của khoa học hay là chúng ta cho rằng cái đó này sẽ dừng lại ở chỗ đó, sẽ không còn có tiến bộ nữa, và cũng không còn có cái sự thú vị của cuộc sống của chúng ta nữa. Và cho nên là con thấy là đúng rồi. Thưa sư phụ, tất cả những khoa học hôm nay thì vẫn là thay đổi không ngừng. Cho nên cái điều gì, nhưng mà cái điều gì mà chúng ta đã biết rồi thì khi mà chúng ta biết rồi, cái đó nó thuộc về quá khứ và nó sẽ là không còn đúng nữa. Khi mà cái một cái giờ phút sau sẽ có những gì, điều gì đó mới lạ hơn mà nó không phải như những điều mà chúng ta biết. Đó là những kiến thức mà
giới hạn của con xin trình bày đối với cái câu thảo luận thứ ba của sư phụ, và con xin trao mai lại cho sư phụ để sư phụ giảng dạy thêm, để chúng ta cùng có cái dịp học hỏi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, và con chân thành tri ân chư vị đã lắng tai nghe. Xin hết. Sa tu kính trưng đại đức Nguyên Thông. Tiếp theo kính thỉnh từ tọa Tuệ Quyền. Không biết từ tọa Tuệ Quyền có nghe được không? Nếu từ tọa Tuệ Quyền nghe được, xin từ tọa hoan hỷ cho đáp án câu trắc nghiệm số 3. Dạ vâng. Điều nào sau đây không được dạy bởi chính Đức Phật theo Tam Tạng Kinh Điển? Khi nãy chúng ta nghe từ tọa Hợp Tân có bằng một câu là những gì Đức Phật dạy theo Tam Tạng Kinh Điển. Bây giờ chúng ta thử điều nào không phải do Đức Phật dạy trong Tam Tạng Kinh Điển, mặc dù chúng ta nghe nói rất là nhiều. A, một ngày nào đó tất cả chúng sanh đều thành Phật, đều sẽ thành Phật. Tất cả chúng sanh đều được độ tận, không còn ai trong địa ngục. Tức là chúng ta nói rằng thế giới thường còn hay là không thường còn. Phải chăng là ngày nào đó tất cả chúng ta dù là tu chậm, tu mau, tu hay, tu dở, tu thế nào nữa thì tất cả chúng ta sẽ thành Phật. Có phải như vậy không? Tất cả chúng sanh đều được độ tận. B là tất cả con người được bình đẳng và không có sự khác biệt trong máu cùng đỏ, nước mắt cùng màu. Đây là một câu nói rất là khẳng định là tất cả chúng ta đều bình đẳng, sanh ra cái nghiệp cũng bình đẳng, và cuộc sống cũng bình đẳng, tài năng cũng bình đẳng, khả năng bình đẳng, tất cả đều thứ bình đẳng hết, không có sự khác biệt trong máu cùng đỏ, nước mắt cùng màu. C là chỉ cần tin và niệm danh hiệu Phật thì được cứu khổ. Tức là mình tu, dù mình tu có sai, mình tu không đúng, mình tu có vụng về đi nữa, nhưng mà hãy mình tin Phật, mình niệm Phật thì được cứu khổ. Bởi vì chúng ta có câu đó là lòng thành chứng, lòng thành thì Phật sẽ chứng cho chúng ta. Đây là cả ba câu trên đều không phải Phật ngôn. Mời quý Phật tử trả lời và kính thỉnh thượng tọa Quan Hỷ cho đáp án. Nam mô Bụt Thầy và Nam mô Tham Ma và Nam mô Sang Khai nhé. Một lần nữa kính lễ đến thiên tăng, và kính chào đến tu nữ cùng chư Phật tử. Và kính mời quý ngài, kính thưa quý vị, chúng ta cẩn thận cái câu này, quý vị đọc kỹ lưỡng và chúng ta phải xác định ha. Thứ nhất cái tiêu đề này, điều nào sau đây không được dạy bởi chính Đức Phật theo Tam Tạng Kinh Điển? A, một ngày đó tất cả chúng sinh đều sẽ thành Phật. Tất cả chúng sinh đều được độ tận, không còn ai trong địa ngục. Câu của chúng ta, câu này Như Lai là Phật sẽ thành chúng sinh. Như Lai là Phật đã thành chúng sinh, là Phật sẽ thành. Nếu như chúng sinh nào đi theo con đường của Như Lai, cái đó chính cái lý. Và câu này nó không nhớ trong kinh điển cả. Còn câu của chúng ta thể nguyện coi như là cái câu mà chúng ta thể nguyện hoàn độ chúng sinh vô biên thể nguyện độ, nó nên cái tâm tư của chúng ta thôi, chứ vô biên chúng ta thể nguyện độ hết thì cái đó nói một cái tinh, chỉ là cái tinh thần, chứ còn làm sao mà độ hết được của chuyện đó. Tất cả chúng sinh sẽ thành Phật, tất cả thế giới sẽ được hòa bình, thế giới sẽ được bình yên. Tất cả chúng sinh nó có mỗi cái nghiệp riêng, mà chúng sinh nó vô cùng vô cùng vô tận, thì câu này không có ở trong Phật câu Tâm Tạng Kinh Điển. Tất cả con người đều bình đẳng, không có sự khác biệt trong cùng trong cùng đỏ nước mắt cùng mặn, trong máu cùng đỏ nước mắt cùng mặn. Và thật kính thưa quý vị, chúng ta nhớ một điều Đức Phật nói về cái biển á, biển nó có một vị mặn cũng vậy, giáo pháp của Như Lai có hương vị vậy thôi, chứ câu này không có Đức Phật ngài nói rằng phá bỏ giai cấp rồi thì cho nên kinh Phật dạy tất cả là dòng máu đều đỏ, coi như là nước mắt đều mặn. Cái này là câu của người sao thêm thách, chứ không có trong Phật không. Chúng tôi chưa thấy chỗ đó, và cũng chưa có nghe chỗ đó, mà chỉ nghe người ta có thể các vị giảng sư thuyết pháp mà nó xuyên qua, chúng ta nhớ xuyên qua người ta nói như vậy để cho chúng ta hiểu thôi, chứ quả thật nó không phải là như vậy. Còn cái câu C, kính thưa quý vị, cái câu C, chỉ cần tin và niệm thì được cứu khổ, lòng thành Phật chứng.
Câu này Đức Phật cũng có thuyết. Chúng ta nhớ một điều, ở trong kinh dạy á, tức là cái đề mục của thiền chỉ á, tức là trong đó nó có thất tỳ niệm á, tức là niệm Phật, niệm tí, niệm thiện, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm thí, niệm thiên, niệm giới, trong đó có niệm hồng danh Phật. Giờ chúng ta niệm hồng danh Phật thì chúng ta ở đó chúng ta chỉ niệm, ở đó chỉ là bằng tính thiền chỉ thôi, chứ không phải liền là thiền quả để cứu khổ. Đây là một cách mà người ta nói khuyến tu Di Đà luật tự. Chúng ta cứ niệm như vậy thì chúng ta sẽ được Phật chứng, Phật cứu. Thì chuyện đó trên tinh thần của Tam Tạng Kinh Điển không có cái chữ A Di Đà trong đó, chứ đừng có nói chi mà Phật cần dạy niệm cái gì nữa. Mà cũng không có phải kêu niệm Phật, niệm Phật Phật cứu khổ. Niệm Phật là chúng ta có cái công đức phước báo, phải đúng niệm đúng cái hồng danh Phật kia. Chứ Phật nào cũng niệm. Cái điều này chúng tôi cũng nói thành thật, trên tinh thần Tam Tạng Kinh Điển không có cái chữ A Di Đà Phật ở đó. Và chúng tôi cũng nói thêm, kính thưa quý vị, chúng ta đứng trước Phật Thích Ca mà chúng ta niệm A Di Đà Phật, chứ không phải là Thích Ca Mâu Ni Phật hay hoặc là Bút Thô Phật hay là Gô Tá Mô Phật thì không có, thì cũng hơi bị lạ. Dạ. Thì coi như là chúng ta đứng trước người này mà khấn vái tay người kia thì cái gì cũng hơi kỳ, cũng hơi lạ. Qua đến tận Bồ Đề Đậu Tràng cũng vậy đó, ba bước một lại: Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Tại sao mà không đọc Thích Ca Mâu Ni Phật? Thì đó thì tự quý vị suy nghĩ. Đây là lời nói của mang tính chân tình chứ không phải là kích bác, không phải là bài xích gì. Hay niệm Phật mà làm lành làm thiện là tốt rồi, như vậy thì thôi, cũng mô Phật cũng lành thay. Đây các ba câu trên không phải là Phật ngôn, chính xác như vậy. A B C D không phải là Phật ngôn, câu 3 chính là câu đúng. Thì hầu như tất cả chúng ta đều chọn là câu 3. Pháp Lữ là D, Diệu Ngọc là Huệ Ngọc là D, Từ Bi là D, Tỉnh Ngô là D, Minh Thiện là D, Trần Đạo là D, Hoa Nguyệt là D, tất cả thì cũng là đây, Quỳnh cũng đây. Xin chúc mừng tất cả quý vị và cung kính cung thỉnh thượng tọa quay trở lại. Nam Mô Phật A Di Đà. Sa thủ cái chuyện thượng tọa thì quý thưa quý Phật tử, chúng ta nên lưu ý một điểm là đôi khi có nhiều thứ quen thuộc ở trong đời sống nhưng mà không hẳn là điều đó chính xác đâu. Cái gì người ta nói nhiều phải chính xác. Nên chi trong kinh Kalama Đức Phật có dạy rằng đừng bao giờ khẳng định tin tưởng, tại vì đó thuộc về số đông, hay là thuộc về truyền tục, hay là thuộc về truyền thống. Có những điều chúng ta phải ngồi xét kỹ lại, và những điều này nó rất lợi cho chúng ta nếu chúng ta chịu khó nhìn với tư cách khách quan. Chỉ là sinh hoạt hôm nay của Trung Phật Pháp Buddha Dhamma đến đây được hoàn mãn. Kính thưa chư vị giảng sư đã hiện để chia sẻ những điều liên quan đến kiến thức Phật pháp, và thân chào tạm biệt quý Phật tử. Hẹn gặp lại tất cả quý ngài và quý vị trong chương trình ngày mai. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ sa thú lên tay, chúng con thanh tâm kinh định lễ thượng tọa và nhập cảnh rất nhiều. Sa thú lên tay, con metta bên nhà thay mặt đại chúng trong rừng, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành tập hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ốp sư ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong thánh pháp nhiệm màu của Đức Tổ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm, kết chương lành chạy thoát,
nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc cụ ân, đồng thừa thư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thầy Giả. Thank you.
Kính thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành Trung Phật Pháp Buddha Thamma xin tự động trung trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Nam mô Bụt Thầy.